Chương 146, nếu như không có anh. Sau khi màn ảo thuật kết thúc, sắc mặt Đường Khả Hinh bình tĩnh đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ra một chút gợn sóng. Tô Thủy Kỳ không nói gì, dẫn chị gái xoay người bước đi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cạnh thủ tướng, nhìn hai người Đường Khả Hinh và Tô Thủy Kỳ, im lặng một lúc, cũng tự mình mời thủ tướng xuống lầu. Nhậm Tử Hiền nhìn Tô Thủy Kỳ một cái, vô cùng hâm mộ cười nói với Tô Linh, có một người em trai như vậy có phải có cảm giác rất hạnh phúc hay không? Bởi vì Ricky thật sự là một người đàn ông rất biết chăm sóc người khác, ngay cả tôi ở bên cạnh anh ấy cũng rất an tâm thoải mái. Tô Linh cười ngọt ngào dựa vào bên cạnh em trai, nói cô cũng không biết, mặc dù bình thường cậu ấy không về nhà, nhưng chỉ cần cậu ấy về nhà, sẽ tới phòng của tôi trước, bình thản nói chuyện với tôi một chút, luôn lo lắng cho tôi bởi vì chuyện của công ty, gặp phải dư luận mà không được vui vẻ, hết sức hết sức thân thiết so với chồng và cha, em trai còn thân thiết hơn. Cho nên có lúc, mặc dù tôi hy vọng cậu ấy có người yêu ở bên cạnh, nhưng nếu bên cạnh cậu ấy có yêu người, có thể tôi sẽ có chút ghen. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, có chút bất đắc dĩ nhìn chị, cười nói, đã như vậy sao còn giới thiệu cô gái cho em biết. Hạnh phúc của cậu là hạnh phúc lớn nhất của chị. Tô Linh nhìn về phía em trai, thương yêu cười nói. Đường khả hình lặng yên lắng nghe, nhìn Tô Thủy Kỳ nhẹ kéo chị gái bước đi, vô cùng tùy ý thoải mái, cả người phát ra phong cách của công tử quý tộc, nghĩ tới ba năm qua mình cùng anh chung đụng, anh chỉ là một người đàn ông tao nhã, nhưng không có nghĩ đến anh lại là người có thân phận tôn quý như vậy. Tối nay vừa nhìn thấy, rốt cuộc cảm giác có chút chân thật, cô cười khổ một tiếng, hiểu rõ khoảng cách quá xa, giống như vận mệnh đã sắp đặt. Cô khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn ban công đã trống vắng, nhà ảo thuật, mùi thơm thoang thoảng, ngọn lửa đỏ thấm, ly rượu, lam điểu, ngọn lửa màu lam, toàn bộ biến mất, còn sót lại ánh trăng mùa hè lạnh lẽo treo thật cao, cô lặng lẽ nhìn tất cả, không nhịn được nghĩ tới nụ hôn ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng mới vừa rồi, khi mình đứng ở trong ngọn lửa, không thể tin được chừng mắt nhìn anh, anh lại khẽ chớp mắt, chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của mình, một dòng điện từ trong thân thể sông lên. Đưa tới cảm giác thật kịch liệt, thậm chí khi anh ôm chặt mình, lúc đầu lưỡi ướt át. Giống như thân thể hòa tan với nhau. Audio điện tử võ tấn bền. Đường khả Hinh cười khổ một tiếng, mới vừa muốn di chuyển bước chân, lại cúi đầu, nhìn cánh hoa hồng bên chân, đây có lẽ là màn ảo thuật cuối cùng tối nay, cô sâu kín ngồi xổm người xuống nhặt lên cánh hoa, ở trong màn đêm, nhìn màu sắc của nó rất ảm đạm, cô không nhịn được cười, mới vừa muốn đi khỏi, lại thấy rất nhiều đồng nghiệp sau khi tiến chân thủ tướng, bọn họ chạy thùng 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 sông lên, nhào ra ban công, nhìn đường khả Hinh căng thẳng hỏi, như thế nào? mới vừa rồi ngọn lửa che mất chúng tôi cũng không nhìn thấy. Suốt cuộc có hôn không? Có hôn không? Đường khả hình bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, mọi người đang vây xung quanh nhìn mình giống như muốn chảy nước miếng, cô phù một tiếng lắc đầu một cái nói, không có. Không có hôn. Thật, giả, có một nhân viên nữ trông coi rửa ly, rất tiếc nuối nhìn đường khả hình nói, không có hôn sao. Trời à, phải hôn chứ. Hôn cái gì, lúc này Tần Hà đi tới, tức giận nhìn các nhân viên hỏi, hiện tại ngại nhàn dỗi đúng không? Nếu không mọi người báo cáo kiểm kê trước cho tôi. Mọi người vừa nghe, vội vàng im lặng đứng yên không dám lên tiếng. Tần Hà nhìn mọi người nói, tối nay trên du thuyền câu lạc bộ của chúng ta có bữa tiệc quan trọng, tất cả nhân viên quầy ba rút ba người đi qua hỗ trợ, hầm rượu cũng ba người. Khả Hinh, tối nay cô có thể giúp thêm một chút không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn quản lý mỉm cười nói, có thể. Tôi đồng ý ở lại giúp một tay." Tần Hà hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, "Tốt. Vậy làm phiền cô chạy chân một lần nữa, cầm danh sách rượu đỏ đến khu vực rượu đỏ bên sảnh tiệc du thuyền, tìm Lauren, mời ông ấy xem qua danh sách, sau khi ông ấy ký tên, cô có thể trở về." "Vâng." Đường Khả Hinh lập tức gật đầu. "Được rồi, mọi người đi mau lên." Tần Hà nói xong, liền bảo tất cả nhân viên bắt đầu thu dọn. Đường Khả Hinh cũng đi theo hai người phụ tá bartender cùng đi ra phía trước câu lạc bộ, lúc đi qua đường, sau đó đi tới trước một rào chắn hoa màu vàng bên trái câu lạc bộ, chỉ thấy trước hàng rào chắn dài 10 mét, hiếm thấy mở ra toàn bộ, rất nhiều du khách Trung Quốc và nước ngoài ở trong ánh đèn đêm rực rỡ, mặc dạ phục hoa lệ, dối giết đi vào bên trong vườn hoa rộng lớn, đài phun nước hình dáng cánh buồm, ở trong bầu trời đêm náo nhiệt, phun lên bọt nước đầy màu sắc hướng lên không trung. Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn cảnh này ngây người. Đi thôi, bartender nói xong, liền dẫn đường khả hình đi qua rào chắn hoa màu vàng, đưa ra thẻ nhân viên, đi qua đài phun nước 10 cây cột ánh sáng mãnh liệt chiếu dọi một ban công to hình bán nguyệt. Trên ban công các thành viên ban nhạc đang trình diễn nhạc giao hưởng lãng mạn tuyệt vời động lòng người, đi qua ban công lấp lánh, rốt cuộc nhìn thấy trước mặt có một chiếc du thuyền màu trắng to lớn, thân thuyền khắc chữ câu lạc bộ Á Châu, đậu trên mặt biển cuộn trào mãnh liệt, cây cầu quan hải dài một cây số. Từ ban công bắc về phía du thuyền, vô số tân khách vừa nói vừa cười đi lên cây cầu dài, đi về phía du thuyền. Đường khả hình đứng ở trên ban công, nhìn chiếc du thuyền này, suy nghĩ nơi này rốt cuộc đem đến cho mình bao nhiêu kinh ngạc. Đi thôi, bartender gọi, đường khả hình lập tức bước nhanh về phía cây cầu dài. Đường khả hình không dám quan sát phong cảnh xinh đẹp lâu, chỉ đi lướt qua từng người khách, lúc càng rời đi tới gần chiếc du thuyền, nó càng lộ ra vẻ khổng lồ hùng vĩ, ngay cả có thể nhìn thấy các minh tinh chính khách nổi tiếng trên bong tàu đang cầm ly rượu ở trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cười nói cô vừa nhìn vừa sướng sở đi về phía trước đang lúc đồng nghiệp quầy ba đấn cô đi qua nhánh bên trái cây cầu dài đi về phía lối đi dành cho nhân viên trên du thuyền cô đột nhiên nhìn thấy tô thủy kỳ tay nâng một ly kê vĩ tửu tựa vào trên lan can bong thuyền nhìn về phía một cô gái nhỏ dáng rất xinh đẹp hoạt bát mắt một mí hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ thậm chí có thể nhìn thấy Tô Thủy Kỳ nghiêng mặt mỉm cười vô cùng hấp dẫn ở trên du thuyền. Cô liền dừng bước lại, sâu kín nhìn anh. Tối nay cố tình mặc một chiếc váy chế ngực màu trắng mềm mại, mái tóc tết một bên, dùng vòng chân châu màu trắng, cẩn thận buộc chặt dáng cầm ly rượu, ái mộ nhìn Tô Thủy Kỳ cầm ly rượu, người mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, quần thường màu đen, đứng trước lan can, so với các công tử nổi tiếng, càng nổi bật và hấp dẫn, cô nhìn anh, bỗng nhiên có chút mặt hồng tim đập nói, nếu lần sau em đi Anh Quốc, em gặp anh, anh có cởi xe đạp chở em đi Cambridge hay không? Tô Thủy Kỳ hơi mỉm cười nhìn cố tình nói, cởi xe đạp đi. Ừm, uhm, cố tình hoạt bát đáng yêu nhìn Tô Thủy Kỳ nói, lúc đi qua những danh viện, em vươn tay vỗ nhẹ mông các cô gái. Để cho các cô kêu to, oh, me God. Ha ha ha, Tô Thủy Kỳ bị cô gái dí dỏm đáng yêu chọc cười, đang cầm ly kê vĩ tử xoay người, mới vừa muốn uống, lại nhìn về phía bên kia cây cầu dài quan hải có một bóng lưng rất quen thuộc, sắc mặt anh hơi thu lại, nhẹ hít mắt, né ra một trụ sáng, nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ kia, biến mất ở cạnh cầu, đi về phía cánh cửa tầng hầm. Đang nhìn cái gì, cố tình đang cầm rượu đỏ, tay vịn lan can màu trắng, cả người cẩn thận. Tô Thủy Kỳ có chút căng thẳng nhẹ đỡ cánh tay của cô, lo lắng nhìn cô nói, phía dưới chính là mặt biển rét lạnh. Cố tình được Tô Thủy Kỳ nâng đỡ, vẫn khéo léo cười nói, em không sợ. Lúc em còn rất nhỏ, chỉ thích đi cầu độc mộc, ngồi ở ban công nhà bên cạnh, ngồi ở lan can ký túc xá học viện thiết kế thời trang, cầm máy vi tính xem, bữa ăn sáng Tiffany, hết sức hết sức thoải mái. Tô Thủy Kỳ nghe Cố Tình nói vậy, bất đắc dĩ cười cười nói, nếu có thể không nên làm như vậy. Có gì ngoài ý muốn, sẽ hối hận không kịp nữa. Sẽ không, anh yên tâm, đúng rồi, lúc này anh đang nhìn cái gì? Cố tình hơi nghiêng người ra ngoài thuyền, nhìn về phía cây cầu dài, ngạc nhiên hỏi anh biết cô gái kia sao? Không có, không có. Cô mau xuống đi, Tô Thủy Kỳ nhẹ đỡ thân thể của cô, để cho cô cẩn thận đứng vững trên mặt sàn. Sau đó cố tình đứng ở trước mặt Tô Thủy Kỳ, ngọt ngào nhìn về phía anh nói, mẹ em nói, bởi vì em luôn nghịch ngợm, không cẩn thận té ngã, không cẩn thận bị chảy xước tay, không cẩn thận bị đụng đầu, nhưng vẫn còn muốn đi tiếp, tương lai nhất định đàn ông sẽ rất ưa thích em rất quan tâm em. Tối nay em rất vui vẻ. Tô Thủy Kỳ Yên lặng nhìn cô, nghe cô gái nghịch ngợm này kể một chút chuyện thú vị, anh chậm rãi nở nụ cười. Anh chán ghét em sao? Cố Tình cầm ly rượu đỏ, mắt một mí rất trong sáng, động lòng người, nhìn Tô Thủy Kỳ có chút mất hồn, hỏi. Chương 147, cô ấy thật muốn nhảy sao? Tô Thủy Kỳ Yên lặng nhìn Cố Tình một lúc, mới mỉm cười nói, không nên hỏi đàn ông như vậy phụ nữ sẽ bị tổn thương. Cố Tình nhìn Tô Thủy Kỳ bật cười nói, đáp án của anh sẽ làm em bị thương sao? Tô Thủy Kỳ tay nâng ly rượu, xoay người nhìn về phía mặt biển tối tăm phía trước, yên lặng không lên tiếng. Cố Tình cầm ly rượu, dựa vào lan can, hơi ngửa người ra sau, đáng yêu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, mắt một mí lại lóe lên, hỏi, anh chán ghét em sao? Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nắm cánh tay Cố Tình bật cười nói cô phải cẩn thận một chút té xuống cũng không phải là chuyện đùa đâu đây không phải là du thuyền bình thường đây chính là tàu chở khách chạy định kỳ nếu là trước kia nó có thể chở người đi từ quốc gia này đến quốc gia khác cố tình lại nhìn tô thủy kỳ cười nói giống như tectonics tô thủy kỳ nhìn về phía cố tình dịu dàng nói dường như cô rất ưa thích tác phẩm kinh điển nước ngoài em chỉ đi nước ngoài học một chút cho nên sớm tiếp xúc với văn hóa nước ngoài Cố Tình được Tô Thủy Kỳ nâng đỡ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm u tối, nói: "Anh cảm thấy thế nào?" "Hả, Tô Thủy Kỳ không hiểu nhìn Cố Tình, mỉm cười hỏi: "Cái gì thế nào?" Cố Tình vẫn nhìn bầu trời đêm, nói tectonics. Tô Thủy Kỳ suy nghĩ chuyện này, chỉ cười cười, cùng với cô tựa vào trên lan can, nói: "Quan điểm của đàn ông chúng tôi xem một tác phẩm, có thể không giống với quan điểm của các cô gái, cho nên không biết thảo luận có thể cho ra kết quả gì hay không." anh cảm thấy rút thật muốn nhảy xuống du thuyền sao cố tình hỏi tô thủy kỳ mỉm cười nói chắc là không phải em rất thích cách mà cô ấy bày tỏ cho nên cô ấy chiếm được tình yêu cũng sẽ được sống lại cố tình mỉm cười nói xong lại nghiêng mặt nhìn tô thủy kỳ cũng rất tao nhã và đẹp trai hơi thở của anh luôn tản ra từng chút tự nhiên mê người cô nhìn anh sâu kín nói nghe nói trước kia anh là một bác sĩ thần kinh rất nổi tiếng nhắc đến quá khứ của tô thủy kỳ hai tròng mắt anh khẽ chấp. Cố tình nhìn anh, sau đó nghiêm trang nói, thật ra em có chút ghét bác sĩ. Lúc em đi học ở Anh Quốc, có lần bị sốt đến bệnh viện xem bệnh, có một bác sĩ người Đức rất đẹp trai, mượn cớ xem bệnh cho em, sau đó đẻ em lên tường, cường hôn em. Tô Thủy Kỳ có chút căng thẳng quay đầu nhìn cố tình, nói có thật không? Cố tình rất nghiêm túc nhìn nét mặt anh hơi căng thẳng và không thể tin, giống như bác sĩ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, lúc đầu cô còn giả bộ, sau đó phốc một tiếng, không nhịn được ngửa đầu ha 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 cười to nói, giả. Dạ. Tô Thủy Kỳ nhìn người này, cuối cùng cũng không nhịn được, quay đầu, phì cười nói tại sao có thể có cô gái bướng bỉnh như vậy. Em nói với anh nha, em có rất nhiều rất nhiều bản lãnh kể chuyện, em kể cho anh nghe. Cố tình lập tức xoay người hưng phấn, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, ho khan hai tiếng, cố nén lại nói, một con nai già, nó đi tới đi lui, càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó biến thành xa lộ cao tốc ha 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 tô thụy kỳ có chút kinh ngạc nhìn cố tình tay che miệng cười khanh khách vô cùng vui vẻ rất nhập tâm anh nhìn chăm chú cuối cùng anh lại bật cười bất đắc dĩ lắc đầu một cái anh không cảm thấy rất buồn cười sao em cảm thấy rất buồn cười a à? cố tình rất vui vẻ bật cười tô thụy kỳ quay đầu lại nhìn về phía cô gái ngây thơ lại không nhịn được bật cười nhìn ly rượu trong tay của cô nói cô uống xong rượu đỏ tôi đi đổi ly cho cô cảm ơn em muốn uống Red Lady, cố tình nhìn Tô Thủy Kỳ, cũng không có chút khách sáo đưa qua ly rượu. Tô Thủy Kỳ mỉm cười đang cầm hai ly rượu giống, lên bong thuyền, đi về phía quầy ba lộ thiên mà bartender đang biểu diễn, đặt xuống hai ly không, bưng lên một ly Red Lady, vừa muốn xoay người đi khỏi, liền nghe có một bartender nói, khả hinh lên thuyền chưa? Lên thuyền rồi, nói cô ấy mau đi ký danh sách rượu đỏ, nếu không, sau khi Lauren tiên sinh trở về, Chúng ta phải đến khách sạn Á Châu ký, rất phiền toái. Được, Tô Thủy Kỳ đứng tại chỗ, nghe những lời này, hai mắt khẽ chớp. Đường Khả Hinh cầm bộ đàm đi theo phương hướng chỉ định, vào bên trong nhà kho, đi tới trung tâm kiểm tra, sau đó giao ra thẻ nhân viên của mình, sau khi đặc cảnh và bảo vệ kiểm tra xong, lại trải qua thẩm tra viên đưa tư liệu của mình vào máy vi tính, sau đó để cho một con chó đốm thật to, thật khỏe đi một vòng xung quanh mình, làm cho trong lòng Khả Hinh có chút sợ hãi đặc cảnh giao trả lại thẻ nhân viên cho Khả Hinh. Khả Hinh nhận lấy thẻ nhân viên, sau đó đi vào bên trong nhà kho, lập tức thấy rất nhiều đồng nghiệp, mặc các loại đồng phục, đang bận rộn di chuyển rượu, thậm chí còn có bartender thùng 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 đi xuống, chạy vào một cánh cửa nhỏ, nhanh chóng lấy ra một chai rượu màu hồng, lại thùng 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 lên trên, mà ở giữa kho rượu, bày một chiếc chuông cực lớn, Khả Hinh đang suy nghĩ xem nó dùng để làm gì. Đột nhiên nhìn thấy chiếc chuông màu vàng buộc chiếc nơ con bướm đỏ thấm, chiếc chuông vang lên, đồng nghiệp khác nhận được, lập tức đi vào một cánh cửa nhỏ, cuối cùng nhanh chóng đem ra một cái hộp đựng rượu đã ướp lạnh lớn bằng bàn tay, đặt ở bên trong thang máy nhỏ, đinh một tiếng, thang máy nhanh chóng đi lên trên. đường khả hình nhìn tất cả đồng nghiệp, mọi người đều bận rộn, một số người đem cánh hoa violet, cẩn thận tỉa từng lá, đặt ở trong một mâm thủy tinh, trồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, còn nhìn thấy đồng nghiệp tay cầm hóa đơn, đi ra ngoài, lẩm bẩm nói quẩy ba bong thuyền cần 370 ly, kho rượu chỉ còn có 72 ly. Đường khả hình nhìn cảnh tượng trước mắt, cô đột nhiên hiểu rõ lời của cha nói, trên thế giới này, mỗi con người sống đều phụ thuộc lẫn nhau, thật ra khách sạn là một nơi để cho người ta phát huy tài năng cao nhất. Mỗi nhân viên đều có trách nhiệm với cương vị của mình, đó là bày tỏ sự chân thành đối với khách, hơn nữa còn thể hiện năng lực của mình. Chỉ cần có nơi thể hiện, đều là vĩ đại, cho nên cha rất yêu công việc của cha, Cảm ơn khách sạn Á Châu đã cho cha một nền tảng thể hiện bản thân mình. Hai tròng mắt của cô đỏ bừng nhìn mọi chuyện trước mặt, trong lòng có chút chua xót, có chút kích động, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, dựa theo phương hướng đã được hướng dẫn, đi vào bên trong kho, vội vàng đi tới cầu thang xoắn ốc, thấy hai nhân viên phục vụ vừa bận bịu ôm các loại ôm gối, vừa xách khăn trải bàn màu tím đậm, nhanh chóng đi lên, vừa đi vừa nghe bộ đàm, khách bên sòng bạc không cẩn thận làm đổ rượu trên bàn số 7, số 8 nhanh phái hai nhân viên đi theo tôi, mau. Vâng, hai nữ đồng nghiệp mặc đồng phục màu trắng lập tức buông xuống việc trong tay, đi theo quản lý lên trên. Đường khả hình hơi mỉm cười đi lên cầu thang, trong lòng suy nghĩ Tectronics đã từng mô tả cuộc sống của những con người dưới đáy xã hội, hôm nay thế kỷ thay đổi, loài người ngày càng tiến bộ, cô đi qua gần bốn tầng nhà kho, rốt cuộc nghe bên ngoài cửa truyền đến tiếng nhạc du dương, còn có tiếng cười nói của du khách, tâm trạng của cô không khỏi phấn chấn, đôi tay nhẹ vịn ở cạnh cửa, chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó một luồng ánh đèn pha lê rực rỡ phóng đến, một hành lang thật dài màu vàng, phủ lên thảm đỏ thêu hoa hiện ra ở trước mặt của mình. Hai mắt của cô mở to, có chút hưng phấn vui vẻ mỉm cười, bước chân hơi có cảm giác kích động, bước lên tấm thảm màu tím đậm, vô cùng hồn nhiên nói, tương lai tôi kết hôn, tôi nhất định phải dùng thảm màu tím, đi về phía người chứng hôn. Đường khả hình không khỏi vui vẻ, bước chân có chút nhẹ nhàng đi về phía trước, khi cô đi hết hành lang dài màu vàng kinh ngạc nhìn thấy sòng bạc nhỏ ở trước mặt tập trung khách trong và ngoài nước bọn họ tuân thủ quy tắc trên thuyền chỉ chơi vui vẻ là chính mọi người đều ngồi ở bàn quay hoặc bàn dài màu xanh lá cây lấy ra tiền các đặt cược thậm chí ở chỗ này cô nhìn thấy quản lý trần mạn hồng dẫn hai người đồng nghiệp bưng qua vài ly kê vĩ tửu bước nhanh tới bên cạnh một người khách tóc vàng mặc âu phục màu trắng đặt rượu xuống đôi tay nắm lại mời khách dùng không biết vì sao, Khả Hinh nhìn thấy Trần Mạn Hồng rất vui vẻ là trong lòng cô thật yên tĩnh, cô không nhịn được nở nụ cười, nhưng không có quấy giày Trần Mạn Hồng, mà xoay người đi về phía cầu thang màu vàng bên cạnh sòng bạc, đi lên một tầng nữa liền nhìn thấy đại sảnh trên thuyền thật tráng lệ giống như khách sạn trên mặt đất, mà phòng sảnh tiệc cao cấp nhất trên thuyền ở đại sảnh lầu năm, cầu thang lên cửa lớn có mười mấy tên đặc cảnh, nghiêm trang đứng ở trước cửa, xử lý chuyện xảy ra bất cứ lúc nào. Đài phun nước hình cầu trước cánh cửa thủy tinh khổng lồ, đang xoay tròn, trong đầu cô thoáng qua ký ức, giống như khi còn bé, mình mặc váy nhỏ màu hồng, được người cha cao lớn dắt vào một nơi có quả cầu nước thủy tinh rất hoa lệ, khi đó, có rất nhiều người vỗ tay đón chào cha. Cô sâu kín nhìn chỗ đó một lúc lâu, hơi tỉnh thần, tâm trạng thoải mái một cách khó hiểu, xoay người, khóe miệng không nhịn được giơ lên, ngẩng đầu nhìn hai cánh cửa thủy tinh màu tím đậm đối diện đối mình, nơi này chính là kho rượu, bên trong là bậc thầy mà mình vẫn thật sùng bái, Lauren ông ấy vẫn là một bậc thầy rượu đỏ mà mình cực kỳ khát vọng được đến gần ở trong cuộc đời. Trong lòng không khỏi sôi trào. Hai mắt đường khả hình ươn ướt, đột nhiên có chút xúc động cúi đầu, cầm danh sách rượu đỏ nho nhỏ và một cây bút máy màu đen mình đã chuẩn bị. Cô mở bút máy, dùng đầu ngọn bút nhẹ nhàng vạch trên mu bàn tay của mình. Hai mắt đỏ bừng nhìn đường vẽ màu đen. Chờ một lúc nữa, Lauren tiên sinh sẽ ký tên trên danh sách rượu đỏ. Cô vẫn mong ông ta ký tên. Khả Hinh nặng nề thở ra một hơi, chậm rãi đi tới trước hai cánh cửa, lấy dũng khí đẩy ra. Ầm, um, một tiếng, một chai rượu đỏ lá Pi năm 1982 nện ở trên mặt thảm, miệng thủy tinh và dịch rượu màu đỏ thẫm văng lên tung tóe. Cô ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Chương 148: Hoàng hậu tao nhã và quốc vương bá đạo. Dưới ánh đèn màu đỏ nhạt lãng mạn ở bên trong kho rượu, tất cả chuyên gia hầu rượu cùng nhân viên phục vụ đều kinh ngạc nhìn sang. Một phụ nữ nhân viên phục vụ tay cầm khay, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt đứng ở trước một mảng rượu đỏ thẫm và miếng thủy tinh, run rẩy hoảng sợ không thốt nên lời, chỉ lầm bầm lui về phía sau một bước, đứng ở nơi đó khóc nức nở nghẹn ngào. La Pi năm 1982, đường khả hình kêu khẽ một tiếng, theo phản ứng xông tới, đứng ở trước một mảnh thủy tinh còn một chút rượu, vừa muốn vươn tay. Đừng động, một người già nhanh chóng bắt được tay khả hinh nghiêm túc đứng ở trước chai rượu đỏ lá pi bị vỡ tan nhìn mảnh thủy tinh còn sót lại chút rượu ánh mắt già nua của ông ta nhìn chăm chú giống như nhìn người yêu đã lâu khả hinh không nhịn được quay đầu nhìn về phía ông già tóc bạc trắng lúc này đang trang nghiêm giống như pho tược chăm chú nhìn dịch rượu trên sàn thật lâu thật lâu sau cảm thấy trong ánh mắt của ông ta hiện lên bi thương khả hinh nhìn ngây người thật xin lỗi thật thật xin lỗi Lúc này tôi không cố ý, tôi không cẩn thận đụng phải giá rượu, tôi quên mất chuyện tôi bị dị ứng đối với rượu cồn, thật xin lỗi. Nữ nhân viên phục vụ đó nắm cái khay, hoảng sợ đến nước mắt từng viên lăn xuống. Nói xin lỗi là được sao? Johanna, chuyên gia hầu rượu hãng nhất câu lạc bộ, là một phụ nữ đã hơn hơn 30 tuổi, tức giận chỉ chai rượu đỏ trên đất nói cô biết chai rượu đỏ này là gì không? Đó là lá pi, lá pi năm 1982, năm tốt nhất trên thế giới này không có mấy người có thể uống được lúc này chúng ta xuất kho chuẩn bị đưa rượu đỏ cho thủ tướng thưởng thức đặt ở trong giá thủy tinh cô cũng có thể làm ngã nó cô dị ứng rượu cồn tại sao không nói làm nhân viên ở nhà hàng tây và quầy ba không phải đã kiểm tra qua điều này rồi sao tại sao cô có thể đi vào chỗ này thật xin lỗi thật xin lỗi bình thường không có quá nghiêm trọng nhưng lúc này không biết tại sao lúc tôi đi tới Người được mùi vị gì đó, đầu choáng váng, nên làm ngã đổ. Thật xin lỗi, nữ nhân viên phục vụ khóc lóc đến nổi nói không ra tiếng. Một câu nói xin lỗi có thể bồi thường sao? Đây là rượu đỏ dùng tiền cũng mua không được, trên thế giới không có mấy chai. Rốt cuộc là chuyên gia hầu rượu nào phụ trách chai rượu đỏ này? Johanna lại tức giận muốn tra rõ. Đừng ồn ào nữa, rốt cuộc Lauren chậm rãi buông lỏng tay khả hinh, nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, phát ra màu đỏ lấp lánh trên khuôn mặt già nua có vài nếp nhân của ông ta xẹt qua đau thương nói chuyện đã xảy ra cha hỏi cũng vô ích đường khả hình cũng đau lòng nhìn miếng thủy tinh trên đất không nhịn được nói thơm quá thật sự mùi rất thơm tôi tôi cảm giác mình đi trong một khu rừng rậm hoang dã vào buổi sớm đầy sương mù nơi đó có dã thú hung mãnh có thỏ trắng nhỏ ngây thơ có hương hoa thơm ngát còn có mùi cỏ non nhàn nhạt, nhạt thậm chí tôi ngửi được một loại hương hoa đặc biệt Khả Hinh đột nhiên cuồng nhiệt đưa bàn tay nhỏ bé nắm lên một trong những mảnh thủy tinh còn sót lại một chút rượu, cô có chút vui vẻ cười nói, có mùi nhựa thông, nhưng ngửi nhẹ một cái, còn có mùi hoa mộc lan. "Trời ạ, à, cấp bậc thật cao a, à, thay đổi thật nhanh, thật thần bí a." À. Lauren ngồi xổm trên mặt đất, không khỏi quay đầu nhìn lên cô gái nhỏ tóc ngắn ở trước mặt, hai mắt chớp động sáng ngời, giống như phát hiện sự vật mới mẻ nhất trên thế giới này vô cùng cảm động và kích động. Thậm chí ông ta có thể cảm nhận được trong lòng của cô có một loại cảm xúc minh mông đang mãnh liệt tràn ra theo dịch rượu. Cô mất hồn mỉm cười để xuống mảnh thủy tinh đó, lại nhặt lên một mảnh thủy tinh khác còn sót lại một chút rượu, đưa lên mũi, hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: chơi ạ. Trong rừng rậm đột nhiên nấu cơm, cháy rụi lá cây, đưa tới từng làn khói mù, mùi vị cháy rụi bay khắp trong rừng rậm, cũng hòa vào trong không khí, cảm giác mùi khói ấm áp lắng động ở trong thân thể, thật thoải mái, cũng thật yêu thương. Cô là. Lauren giơ tay, ngăn Johanna ngạc nhiên lên tiếng ngăn cản, chỉ khẽ chấp hai mắt nhìn về phía cô gái trước mặt vẫn đắm chìm trong rượu đỏ lá pi, hai mắt của cô thế lộ ra nhàn nhạt đỏ thắm, muốn vươn tay cầm lên mảnh thủy tinh lớn nhất trong đó có chứa rượu, muốn thưởng thức chất lỏng cuối cùng, nhưng tay của cô lại bị một bàn tay già nu nắm lấy, cô sửng sốt quay đầu nhìn về phía Lauren. Sốt cuộc trên mặt Lauren lộ ra vẻ hiền hòa, nhìn về phía Khả Hinh, nhẹ nhàng nói: rượu đỏ không có trải qua thời gian giải rượu, không nên tùy tiện thưởng thức bởi vì cô sẽ hiểu lầm mùi vị của nó. Rượu đỏ lá pi năm hai trưng cất mười mấy năm, hấp thụ ánh mặt trời và nước mưa tốt nhất. Lúc này cô có thể ngửi được những mùi vị đã rất không dễ dàng, cũng đừng tùy ý thưởng thức, giữ cho nó một chút tôn trọng cuối cùng. Đường khả Hinh nhìn lo lần chằm chằm, ánh mắt ông già này lộ ra rất đau lòng, tối nay ông ta dự định nhân ngày vui của tập đoàn Á Châu, mở chai Lapi năm 1982 này, cất ở trong thùng rượu hơn 10 năm, thợ nấu rượu dốc hết tất cả tâm huyết trưng cất ra rượu đỏ cực phẩm trên thế giới, để cho nó giống như một hoàng hậu trong truyền thuyết, lưu truyền mùi vị kinh điển đời đời. Một tiếng thở dài thật sâu truyền đến. Mọi người im lặng nhìn về phía Lauren, nhìn về phía ông già dốc hết nhiệt tình cả đời yêu thích rượu đỏ, hai mắt rối rắm, đau buồn thở dài, nói, đưa cái hộp cho tôi. Sohanna lập tức xoay người, đem một cái hộp gỗ lâu năm, đưa tới trước mặt của Lauren, Lauren nhận lấy hộp gỗ, cẩn thận kéo mở cái nắp nhỏ, lấy ra khăn tay trắng, tự mình nhặt lên từng mảnh thủy tinh bỏ vào trong hộp gỗ, vừa nhặt vừa lưu luyến nhìn miếng thủy tinh đỏ sậm. Lauren tiên sinh, ngài cẩn thận bị đâm tay, để cho tôi. Johanna cũng đau lòng đi lên trước, vừa muốn giúp một tay. Không cần, chuyện này là lỗi của tôi. Chấm ngoặc kép, Lauren nhặt lên từng mảnh thủy tinh Ngửi mùi vị LaPi năm 1982, tầng tầng lớp lớp tuôn ra trong hộp rượu, tràn ngập yêu thương và nặng nề. Mọi người yên lặng nhìn ông ta. Lauren nhặt từng miếng thủy tinh, rốt cuộc mở miệng, cô là. Lúc này Đường Khả hình vẫn còn đắm chìm trong yêu thương của Lauren, hai mắt mình cũng có chút đỏ bừng, nghe Lauren hỏi, còn chưa phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc nhìn ông ta nhặt miếng thủy tinh. Rốt cuộc Lauren dừng lại động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái tóc ngắn xinh đẹp đáng yêu hơi khôi phục tinh thần mỉm cười hỏi cô gái cô là ai cô đi vào đây làm gì lúc này đường khả hinh hơi lúng túng ngẩng đầu lên nhìn lauren nói tôi 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 là nhân viên quầy ba câu lạc bộ đua ngựa quản lý bảo tôi đưa cho ngài xem qua danh sách rượu đỏ sau đó mời ngài tự mình ký tên lauren không chỉ là bậc thầy rượu đỏ cao nhất còn là người phụ trách kho rượu của tập đoàn á châu trong bữa tiệc trọng đại này ông ta phải tự mình ký tên, quần ba mới có thể xuất rượu cung cấp cho bữa tiệc bên này. Lauren nghe nói như vậy liền gật đầu, ánh mắt già nua thâm trầm lộ ra chút nghi ngờ nhìn khả hình nói cô. Hiểu rượu đỏ, tôi chỉ ưa thích, không dám nói hiểu. Có hàng nghìn loại rượu đỏ, mỗi ngày đều có thể theo thời tiết, tâm trạng con người, thức ăn ngon mà phát ra mùi vị khác nhau, tôi không dám nói hiểu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức khiêm tốn nói. Lauren hơi mỉm cười, lại nhìn về phía cô gái này, thái độ thành khẩn và vẻ mặt nghiêm túc, hỏi tiếp, lúc này cô đi tới, rượu mới ngã xuống, làm sao biết đây là lá pi năm 1982. Mặt của đường khả hình đỏ lên, nói tôi nhìn thấy chai rượu. Lauren nghe vậy, chậm rãi mỉm cười, nếp nhăn trên mặt trở nên rất hiền lành và vui vẻ, ông ta chậm rãi nói, ở thời đại này, có rất nhiều người nông nổi, người không muốn ở trước mặt của tôi biểu hiện bản thân giống như cô càng ít hơn. Đường khả hình không dám lên tiếng, cúi đầu, nhìn thấy còn dư lại một mảnh thủy tinh nhỏ, thật ra tất cả đều là bọt vỡ, cô vươn tay, nhẹ nắm mảnh thủy tinh này bỏ vào trong hộp gỗ. Đưa danh sách rượu cho tôi, Lauren mỉm cười thu hồi hộp gỗ, giao nó cho một chuyên gia hầu rượu, mới đứng lên, nói. Vâng, khả hình lập tức từ trong túi tiền, móc ra danh sách rượu, mở ra đưa nó cho Lauren. Lauren mỉm cười nhận lấy, từ trong túi âu phục của mình, lấy ra mắt kính, đeo lên, khẽ nhân mày, vừa xem danh sách rượu, vừa căn dặn nói, dọn dẹp miệng thủy tinh trên đất, đừng dùng máy hút bụi, nhấc thảm lên, dùng khăn lông lau, tránh để máy móc đi vào phòng rượu, ảnh hưởng nhiệt độ bên trong phòng. Vâng, chuyên gia hầu rượu đáp lời, ngay lập tức mang theo cô gái mới vừa rồi đụng đổ rượu, đi ra ngoài, căn dặn quản lý tới đem người đi, sau đó cầm bộ đàm thông báo cho bộ phận vệ sinh tới dọn dẹp hiện trường. Lauren cầm danh sách rượu từ từ đi vào bên trong một gian rượu khác, ánh sáng bên trong gian phòng này trầm hơn, lộ ra mùi gỗ sồi rất nồng nặc, lúc đường khả Hinh đi theo vào tới, cũng cảm thấy mùi rượu rất lâu năm, giống như đang được bảo quản, cô trừng lớn con ngươi, nhìn từng chai rượu đỏ quý giá ở trước mặt, đặt nằm ngang ở trong giá rượu, hoặc đặt ở trong hộp giữ rượu đặc biệt, mỗi nơi thắp từng ngọn đèn nhỏ, giống như giữ ấm từng chai rượu đỏ. Khả Hinh không nhịn được hưng phấn đi về phía một giá rượu, có thể nhìn thấy được Later năm 1970, Cô kích động nở nụ cười. Lauren vừa xem danh sách rượu, vừa hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Khả Hinh, cũng không có nhắc nhở cô gái này, nơi này cô không được phép tiến vào, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khả Hinh, nhẹ nhàng hỏi, cô biết chai rượu đỏ này. Vâng, Khả Hinh vội vàng gật đầu, mỉm cười nhìn chai Laiter rất quý giá ở bên trong giá rượu, vui vẻ nói, đây là rượu đỏ Laiter năm 1970 rượu đỏ Leiter tốt nhất vào các năm 1945, 1949, 1961, 1970, 1982, 2000. Rượu đỏ Leiter có cảm giác rất phong phú, mạnh mẽ và sâu sắc, làm cho những chuyên gia rượu đều không thể điều khiển được. Nếu như nói rượu đỏ Lapi là hoàng hậu tao nhã, vậy Leiter chính là một quốc vương bá đạo. Hai tròng mắt Lauren phát ra vẻ kinh ngạc nhìn khả hình chương 149, Sato Lecter. Kiến thức rượu đỏ của cô là ai dạy cho cô? Lauren cũng rất hứng thú hỏi Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn nhìn chai rượu đỏ giống như nhìn một người yêu. Sâu kín nói, cha của tôi là một đầu bếp. Lúc tôi còn nhỏ, ông ấy đã phát hiện khứu giác của tôi đặc biệt nhạy bén, cho nên thích nấu món ăn thật ngon, mùi vị rất phong phú cho tôi thưởng thức. Sau đó chỉ dạy và hướng dẫn cho tôi làm thế nào nếm ra mùi vị món ăn và từng loại gia vị. Đến khi tôi lớn một chút, có một ngày, tôi đến phòng của cha, đột nhiên nhìn thấy một ly rượu đỏ đặt sát ở cạnh cửa sổ, màu sắc giống như hồng ngọc, ánh nắng ban mai chiếu vào phát ra mùi thơm nồng nặc của đất, mùi hoa, mùi trái cây, mùi thơm cỏ non, tôi cảm thấy những mùi thơm đó quanh quẩn ở bên cạnh tôi. Đó là mùi thơm tuyệt nhất mà cả đời này tôi ngửi được vào buổi sáng đó. Từ đó cũng không có cách nào khắc chế. Lauren nhìn chằm chằm đường khả hình, chậm rãi hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhớ lại biến cố, liền cười khổ một tiếng mới nói tiếp, sau đó cha của tôi nói cho tôi biết, trong chiếc ly cao cổ trong suốt rực rỡ đó là nước ép nho trưng cất thành rượu đỏ, chúng trải qua gió sương mưa tuyết, kết hợp với văn hóa và trí khôn của loài người gần ngàn năm nay, trưng cất thành rượu đỏ, lúc ấy cha nói với tôi, rượu đỏ có ngàn vạn mùi vị, trồng chất, đối lập nhau, nhưng mùi vị vĩnh viễn không giống với mùi của một giây trước đó. Đây là chỗ quyến rũ và thần bí của nó. Bắt đầu từ đó, đối với rượu đỏ tôi sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, giống như yêu thích bẩm sinh. Rất yêu rất yêu, giống như yêu một người tình. Lauren nhìn Khả Hinh nói đến đây, giọng nói mềm mại xa xăm, giống như đang kể chuyện xưa với người khác. Ông ta liền hỏi, lý do gì làm cho cô không yêu rượu đỏ nữa? Đường Khả Hinh hơi sừng sốt, ánh mắt dừng lại chai rượu đỏ ở trước mặt, lập tức nhớ tới vết sẹo bên má trái của mình che giấu ở trong mái tóc ngắn. Trong khoảng thời gian này, Tóc lại dài thêm một chút, hai mắt của cô đỏ bừng, lóe lên một cái, mỉm cười nói, rượu đỏ cách quá xa thế giới của tôi, tôi hiểu quá ít, không dám đến gần nó. Tôi nếm đến, cũng chỉ là mùi vị của bản thân tôi mà không phải mùi vị rượu đỏ. Chỉ là có thể thường xuyên nhìn thấy nó cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Lauren mỉm cười, móc ra bút máy của mình, ký tên mình lên danh sách rượu, mới chậm rãi nói, bản thân mùi vị rượu đỏ vốn để cho người ta thưởng thức. Giống như cô mới vừa nói, Nếm thử nó, buông lỏng cảm xúc của mình, lâu ngày cô có thể tạo ra linh hồn của nó, giống như tình yêu. Đường Khả Hinh nghĩ tới tình yêu, liền cười nói, tình yêu và rượu đỏ, đối với tôi mà nói, đều rất xa vời không thể chạm đến. Lauren đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, giao cho cô danh sách rượu, nhìn cô gái này thật kỹ, nói, ở Pháp, các cô gái đều hiểu một lý lẽ, tìm kiếm tình yêu là quyền lợi trời sinh, nếu như một cô gái buông tha tình yêu, chính là buông tha cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, theo đuổi tình yêu cũng chính là theo đuổi bản thân mình. Đừng buông tha, giống như rượu đỏ, chỉ có người tài giỏi mới phân biệt được giá trị cao thấp như thế nào, mà rượu không biết. Người tầm thường không thưởng thức được sự nhiệt tình của rượu đỏ, phải ngang hàng với nó, mới có thể đạt được hương vị cuộc sống. Đường khả hình quay đầu, từ từ nhìn Lauren, không nhịn được vươn tay, nhận lấy danh sách rượu trong tay của ông ta. Lauren mỉm cười vươn tay, vỗ nhẹ bả vai của cô, nói cố gắng lên. Tối nay, bởi vì chai rượu đỏ lá pi, tâm trạng của Lauren cũng không phải rất tốt, chỉ là nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đối với rượu đỏ có tình yêu thương thật sâu, ngược lại có chút an ủi. Cảm ơn ngài, đường khả hình có chút kích động nhìn Lauren, mới vừa muốn nói, ông là người mà mình ngưỡng mộ từ lâu, lại nghe Johanna nhanh chóng từ bên trong đi ra, nói với Lauren nói, Lauren tiên sinh, Chủ tịch hội đua ngựa muốn một chai Laiter năm 1970, tổng giám đốc trang tiếp đãi ông ta. Lauren nghe xong, hiểu rõ lập tức gật đầu, liền nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, xem ra cô và chai rượu đỏ này rất có duyên. Đường Khả Hinh cũng vui mừng nhìn về phía Lauren, nói, hiện tại ngài muốn mở nó ra sao? Rượu đỏ vốn là để cho người thưởng thức, cho nên nó được xưng là máu trong sinh mệnh. Lauren chậm rãi cất xong bút máy, đeo lên bao tay trắng, hai mắt đột nhiên trầm ngâm nhìn trong giá rượu, từ hầm đất lấy ra chai lá pi, một lúc lâu giống như một người bảo vệ trung thành, suy nghĩ một chút, mới tự mình đến mặt khác của giá rượu, đè xuống cái nút màu xanh lá cây, cửa kính thủy tinh trước giá rượu chậm rãi mở ra. Lauren tay cầm cổ chai, cẩn thận lấy xuống chai later năm 1970, nhẹ nâng đặt lên trên bàn thủy tinh hình bầu dục, trên bàn có 10 khăn lông trắng và dao giải rượu, cùng 12 nút gỗ sồi. Đường khả hình có chút căng thẳng nhìn về phía Lauren, dường như cô nhìn thấy được sức sống của chai rượu đỏ sắp mở ra, cái loại đó hưng phấn và nhiệt tình, không cách nào mô tả được. Lauren, vị thân sĩ tao nhã, năm tháng không làm giảm đi bất kỳ sức hấp dẫn nào của ông ta, chỉ thấy ông ta tao nhã cầm cây nến đỏ trước bàn thủy tinh, dùng que diêm soạt một tiếng, đốt nó lên, thắp đèn cây, nhất thời giá rượu sáng lên ánh lửa yêu kiều động lòng người, ông già khoảng hơn 70 tuổi, từ trong túi sách của mình lấy ra dao mở chai chuyên dục, mở lưỡi răng cưa, lưu loát hướng cổ chai quay một vòng. Nắp nhựa cao su tức nắp bao ngoài cổ chai rượu đỏ theo cổ tay của ông ta xoay tròn 360 độ. Bung ra, đầu nhọn dao xoay tròn ghim vào trong nút gỗ sồi, vừa xoay vừa chậm rãi hỏi, cô biết tại sao năm xưa rượu đỏ phải xuất kho rượu trước hai ngày, đặt xuống thẳng đứng không? Khả Hinh lập tức nói, vì để cho cặn rượu lắng hết xuống đáy chai. Cho nên giữa đáy chai rượu đỏ sẽ nhô lên, bên ngoài có một rãnh nhỏ, chính là để cho cặn rượu đỏ và khắc tạp chất dễ dàng lắng xuống. Lauren thông qua nút gỗ, hỏi tiếp làm sao nắm được thời gian giải rượu. Rượu đỏ càng lâu năm càng nặng, thời gian giải rượu càng dài, nhưng rượu cũ, ngược lại thời gian giải rượu không nên quá dài. Chủ yếu là nồng độ của chai rượu đỏ này cao bao nhiêu, điều này cần phải có năng lực rất cao để nhận biết. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nói. Lauren chăm chú dùng một cái khăn lông trắng, tay phải nắm chai rượu đỏ lây tay trái nắm thân bình giải rượu, đem dịch rượu đỏ trơn mềm như tơ, ở ánh nến chiếu xuống, chậm rãi đổ vào trong bình giải rượu, ánh mắt nheo lại, xuyên qua ánh nến, chăm chú quan sát dịch rượu biến hóa và có cặn lắng động hay không, đồng thời trầm ngâm ngửi mùi rượu rót vào bình tỏa ra, lồng ngực bắt đầu khẽ phập phồng. Khả Hinh cũng không nhịn được như người tới trước, hít mạnh mùi rượu đỏ lây tơ cất mười mấy năm, quả nhiên khác với lapi tao nhã nhưng nồng đậm, nhanh chóng tỏa ra một mùi vị mạnh mẽ, đầy sức lôi cuốn, nồng độ quá mạnh, lập tức xông vào trong lỗ mũi và não làm cho người ta trong chớp mắt chống đỡ không được, hai mắt khả hình sốc sách trợt lóe, hít mạnh một hơi, không thể bình tĩnh lại. Bình tĩnh, điều hòa hơi thở của mình theo nhịp độ của rượu, không nên bị mùi vị của nó làm sợ, đừng sợ, Lauren chậm rãi rót rượu, tiếp tục quan sát thay đổi của rượu trong bình giải rượu, cuối cùng, ông ta chậm rãi đưa tay, dựa vào kinh nghiệm, lấy ra cặn rượu ở trong chai, thuận tay đem nút gỗ mềm đóng vào chai rượu đỏ. Ông ta lập tức cầm lên bình giải rượu, quan sát rượu màu đỏ sậm trong bình, ở dưới ánh đèn, phát ra màu sắc giống như viên ngọc ruby. Khi treo bình thì dịch rượu như nước mắt tình người chậm rãi rơi xuống. Ông vừa quan sát rượu, vừa nhịp nhàng xoay tròn 360 độ, người mùi vị rượu lướt qua trong không khí. Tư thế kia tuyệt đẹp giống như vũ công, khả hình nhìn ngây người, trong chớp mắt cảm nhận Later đang từ từ giải rượu, lúc này không có cảm giác rượu sông về phía mình, ngược lại bây giờ bay tới mùi vị hạt rẻ và hoa anh đào và truyền tới một mùi vị ấm nóng trong bùn đất ẩm ướt, tàng chữ thật sâu, thật sâu. Cô không nhịn được muốn tiến tới gần. Không nên tới, Lauren đột nhiên nói. Khả Hinh lập tức dừng bước, như hiểu rõ nhìn về phía Lauren, bởi vì đối với rượu đỏ có tính mạnh mẽ, nếu như chưa đủ sức điều khiển, sẽ bị dịch rượu làm mê hoặc, thậm chí có thể tạo ra ảo giác. Lauren vừa xoay tròn vừa chậm rãi nói, "Later Pháp có ý nghĩa là cổng thành, logo của trang trại rượu là một con sư tử cưỡi trên cổng thành. Nơi đó đã từng là địa phương binh lính chiến đấu, cho nên thợ nấu rượu cũng giống như võ sĩ, trưng cất được một chai rượu mạnh mẽ đầy sức sống, nồng độ mạnh, thời gian trưng cất ổn định, là một loại rượu mạnh. Later chưa đầy 15 năm trở lên, uống không có giá trị." Đường Khả Hinh lắng nghe nhiệt huyết sôi trào, kích thích gật đầu nói, "Tôi biết rồi." nếu cô không điều khiển được, cũng đừng để cho nó làm ảnh hưởng khứu giác của cô. Khứu giác loài người rất yếu, nếu khứu giác của cô đặc biệt nhạy bén, phải quý trọng món quà thượng đế tặng cho cô, nó sẽ làm cho cô khác với người khác. Lauren giải rượu xong, lập tức tự mình đem chai rượu cẩn thận đặt ở trong giá rượu, tính toán thời gian, cẩn thận đi ra ngoài, trước khi đi khỏi kho rượu, để lại một câu nói, ở lại chờ tôi. Đường khả hình sâu kín quay đầu về phía Lauren nhanh chóng cầm chai rượu đã giải xong, đi ra khỏi kho rượu để lại dư hương hạt rẻ và hoa anh đào thậm chí loại dư hương này rất sâu xa cô không nhịn được trầm mê Johanna lạnh lùng đi vào kho rượu ôm vai đi tới trước mặt Đường Khả Hinh nhìn cô gái đáng chết nói cô còn ở lại chỗ này làm gì à Đường Khả Hinh có chút lo lắng nhìn Johanna nói lúc này Lauren Tiên Sinh bảo tôi ở lại hắc Johanna nở nụ cười nói cô đừng nằm mơ cô biết trong năm có bao nhiêu người muốn ở trước mặt Lauren dở cho. Hèn mọn này, tôi biết rõ, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất vẫn giữ yên bổn phận, một cô bé quầy ba nho nhỏ, tại sao xuất hiện ở chỗ này? Cô biết đây là đâu không? Chúng tôi là những người giỏi về rượu đỏ được tập đoàn Á Châu lựa chọn ra trong hàng ngàn tinh anh ở các trường học trên thế giới. Cô là thứ gì? Ngay cả học đại học cô cũng không có học, liền muốn ở chỗ này đắc chí. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận chịu không nổi. Đường khả Hinh nghe xong, trái tim chợt lạnh, nhìn người phụ nữ hơn 30 tuổi ở trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt giống như lưỡi kiếm, nhìn mình trong chọc, hết sức ác hung ác và dữ tợn, ánh mắt cô sâu kín khẽ chấp, nhớ lại câu nói của tưởng thiên lỗi, chú ý thân phận của cô, nơi đây chỉ cho cô một chút ánh mặt trời để thở, trong lòng cô có chút chua sót, nhớ tới má trái không trọn vẹn của mình, liền cười khổ một tiếng. Lauren tự mình đứng trước bàn tiệc của chủ tịch hội đua ngựa, sau khi buổi trình diễn kiệt tác later cho tất cả quý khách, ngay sau đó quay lại kho rượu, đi vào bên trong nhưng thấy trống không, ông ta giật mình hỏi cô gái cùng tôi giải rượu lúc nãy ở chỗ này đâu rồi? Chương 150, có hôn không? Sohana mỉm cười đi lên trước, hướng về phía Lauren dịu dàng nói, mới vừa rồi cô ấy có chuyện quan trọng, đi về trước. Lauren nghe vậy, im lặng không nói gì, một lúc sau mới nói, không phải. Bảo cô ấy ở lại chỗ này chờ tôi sao? Có thể thật sự có chuyện quan trọng gì đấy, tôi cũng bảo cô ấy ở lại nhưng cô ấy không nói được chấm ngoặc kép johanna lại cung kính nói lauren nghe vậy bày tỏ hiểu ra lại hỏi cô ấy thuộc về bộ phận nào nhân viên quầy ba câu lạc bộ đua ngựa tôi nhìn đồng phục của cô ấy không giống như nhân viên quầy ba johanna cũng rất tò mò nói lauren nghe vậy chỉ đành phải gật đầu nhân viên phục vụ đang cầm một ly rượu đỏ later chân quý đi theo vào ở phía sau lưng nói rượu đỏ này cô uống đi À, nhân viên phục vụ đó hơi kinh ngạc và hưng phấn cười nói, tôi sao? Ừ, Lauren không nói gì thêm, đi về phía kho rượu, rồi chăm chú xem danh sách rượu trên bữa tiệc tối nay, Johanna đứng ở một bên, lén nở nụ cười hả hê. Đường khả hình sâu kín đi ra kho rượu, nhớ tới cơ hội mới vừa rồi, cô có chút cảm động, từ trong túi tiền móc ra tờ danh sách rượu, nhìn chữ ký của Lauren đích thân ký tên, rất thân sĩ, rất phóng khoáng, đây là một người già mà mình sùng bái, tối nay rốt cuộc gặp được ông ấy, cùng ông ấy đứng chung một chỗ ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có may mắn nhìn thấy ông ấy giải rượu thật tuyệt vời, nghe ông ấy nói đến rượu đỏ thì vẻ mặt đầy sức sống mạnh mẽ. Hai tròng mắt của cô có chút đỏ bừng, dọc theo kho hàng trên thuyền, đi ra một cánh cửa, đi tới một nơi không người trên bong thuyền, một luồng gió biển mãnh liệt đập vào mặt, mùi vị mặn mặn nồng đậm, giống như biển rộng mới vừa khóc, cô sâu kín vươn tay, vén nhẹ mái tóc ngắn bị gió thổi phất lên, mở hai mắt mờ mịt nhìn về phía biển rộng mênh mông nghẹn ngào nói tôi thật muốn ở lại nghe ông ấy nói một chút về rượu đỏ a à, được nghe cảm thấy thật hạnh phúc tôi cảm giác đến gần rượu đỏ tôi sẽ biết thật nhiều chuyện đặc sắc hơn sau này cuộc đời của tôi sẽ thay đổi nhưng tôi còn có thể nhìn thấy kỳ tích giống như ảo thuật kia sao khả hình cố nén nước mắt đón gió biển mãnh liệt lại mở danh sách rượu nhìn chữ ký của lauren cô hít hít lỗ mũi đỏ bừng đột nhiên vươn tay khẽ vuốt ve má trái cảm thấy nó lổi lõm nhấp nhô rất đau buồn và tuyệt vọng. Cô nặng nề thở dốc một hơi, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ánh trăng treo trên bầu trời, muốn hét thật to nhưng hét không ra tiếng, nước mắt lăn xuống, nắm chặt lan can, nhìn mặt biển rộng mênh mông phía dưới du thuyền, có chút tuyệt vọng từ trong đáy lòng nảy sinh ra, loại ý niệm này chợt lóe lên, làm cô lập tức lui ra phía sau, đè chặt vị trí trái tim, nén ý niệm đáng sợ vào trong lòng, không suy nghĩ nữa liền xoay người đi khỏi bong thuyền, chuẩn bị đi vào hầm thuyền sau đó nhìn thấy một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt trước mặt, cô sừng sốt. Tô Thủy Kỳ đứng ở trên bong thuyền, đón gió biển, thật dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh ngây ngốc nhìn Tô Thủy Kỳ hơi bật cười, nói tại sao anh ở chỗ này? Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, lặng lẽ nhìn Đường Khả Hinh, đưa mắt nhìn thật lâu, mới chậm rãi cười tôi. Từ lúc cô lên chiếc thuyền này tôi đã biết cô ở đây. À, Khả Hinh suy nghĩ nhớ lại lúc này mình đứng ở trên cây cầu dài nhìn thấy anh và một cô gái nhỏ đang tựa vào trên bong thuyền vừa nói vừa cười, hơi dừng lại một lúc, sắc mặt của cô đỏ lên, có chút hít ngạc nhiên nói tại sao anh biết, người đó chính là tôi. Không có ai đi bộ nhìn đẹp mắt so hơn với cô. Bước đi có tiết tấu, giống như đầy tâm sự, nhẹ nhàng, mềm mại. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nhìn Khả Hinh, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh cũng ngượng ngùng cúi đầu cười cười, lại nhìn anh nói, vậy làm sao anh biết tôi ở nơi này? Tô Thủy Kỳ nhịn cười, chậm rãi đi tới đứng ở bên cạnh cô, lại xoay người, hai tay trống vào lan can, nhìn mặt biển cuộn trào mãnh liệt chìm vào trong bóng đêm, anh khẽ chấp trong mắt, mới dịu dàng nói, tôi muốn. Tôi muốn tìm người, cũng không khó, nếu tôi muốn tìm cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, đúng vậy, anh là cháu trai của Thủ tướng, chỉ cần mở miệng, tất cả mọi người đều hưởng ứng đáp lời cho anh, cô im lặng không lên tiếng ngẩng đầu lên ở khoảng cách thật gần nhìn nửa khuôn mặt của anh vẫn đẹp trai mê người như vậy nhất là ánh mắt của anh rất đẹp giống như hai vì sao đêm lóe ra ánh sáng rất nhu hòa lông nghi thật dài nhẹ nhàng trước mắt cũng rất hấp dẫn cô cười cười nói cảm ơn anh tìm tôi tô thủy kỳ quay đầu nhìn cô hai mắt xẹt qua một chút thâm ý không thể nắm bắt cuối cùng mỉm cười xoay người đôi tay ôm vai tựa vào lan can nói xem ra trên thế giới này có rất nhiều thứ cũng không thể tin tưởng đã từng có những ngày cô vẫn còn ở nhà tôi làm sushi cho tôi ăn hiện tại đã chẳng còn gì nữa khả hinh im lặng một lúc ngẩng đầu nhìn anh hơi mỉm cười nói tại sao không còn anh là cháu trai của thủ tướng anh muốn ăn cái gì cũng có thể tô thủy kỳ ngẩng đầu nhìn cô khả hinh do dự một lát cảm giác tâm trạng có chút căng thẳng liền ngẩng đầu nhìn anh cố làm ra vẻ thoải mái cười nói hôm nay bởi vì công việc tôi mới lên du thuyền hiện tại tôi phải đi về rồi chúc anh chơi vui vẻ một buổi tối tô thủy kỳ vẫn yên lặng nhìn cô đường khả hình chậm rãi xoay người sắp rời khỏi tô thủy kỳ đột nhiên đi lên trước nhẹ nắm cổ tay của cô hơi dùng sức kéo cô trở lại hai tay nắm bả vai của cô đẩy tới trước lan can bong tàu đôi tay vòng qua thân thể của cô nắm chặt lan can bao quanh khả hình ở trước người của mình im lặng nhìn về phía trước sắc mặt của khả hinh ửng đỏ tựa vào trong ngực của anh nghe mùi nước hoa rất quen thuộc cúi đầu nhẹ vén tóc ngắn bay phất xốc xếch trên chán dịu dàng nói anh làm sao vậy tô thủy kỳ không lên tiếng chỉ hơi tiến lên một bước sát gần thân thể cô mặt dán vào trong mái tóc cô nhìn biển rộng phía trước nói cô nghe chuyện mỹ nhân ngư chưa khả hinh sâu kín gật đầu nói nghe rồi kết cục của mỹ nhân ngư là thế nào tô thủy kỳ giống như thầy giáo hỏi cô khả hinh mỉm cười nói dường như vì tình yêu biến thành bọt biển trở lại trong biển rộng chứ tô thủy kỳ im lặng một lúc mới hỏi cô cô biết tại sao mỹ nhân ngư một lòng như vậy không khả hinh suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói không biết có lẽ là yêu quá sâu yêu quá đậm sai tô thủy kỳ nhanh chóng nói khả hinh cau mày suy nghĩ một chút có chút gian nan nói vậy tôi cũng không biết Tô Thủy Kỳ nghiêm trang nói, bởi vì cô ấy không thể bắt cá hai tay. Đường Khả Hinh chừng mắt, lập tức ngẩng đầu lên, đụng phải cầm của anh, cô a hát một tiếng, vừa kêu vừa cười nói cái gì? Không thể bắt cá hai tay. Tô Thủy Kỳ cũng không nhịn cười được, vươn tay khẽ xoa xoa chỗ đụng trên chán cô, nói kể cho cô nghe một chuyện hài. Đường Khả Hinh liền nhịn cười lắng nghe. Một con nai già, nó đi tới đi lui, càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó biến thành xa lộ cao tốc ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ không nhịn được cúi đầu, cầm nhẹ dán vào bả vai đường khả hình, bật cười. Đường khả hình cao mày, hơi quay mặt sang nhìn anh có thể cười vui vẻ như vậy, cô ngây người, vì cười nói chuyện này. Có gì đáng buồn cười? Tô Thủy Kỳ càng nói càng buồn cười, cuối cùng vẫn cố nhịn cười nói, đây là chuyện mới vừa rồi vị tiểu thư kia kể cho tôi nghe. Đường khả hình nghe vậy, nhìn anh, nở nụ cười nói chính là vị. Cố tiểu thư kết thân với anh. Tô Thủy Kỳ cúi đầu nhìn Khả Hinh, dịu dàng nói cô ấy tên Cố Tình. Đường Khả Hinh không lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nói tôi nhìn thấy, rất đẹp, rất hoạt bát đáng yêu, mắt một mí, vừa nhìn chính là một cô gái rất hiền lành. Tô Thủy Kỳ cũng đồng ý gật đầu nói, "Ừ, một cô bé rất ưu tú, biết tâm trạng tôi phiền muộn sẽ đi Anh Quốc, cô ấy bảo tôi cởi xe đạp, chở cô ấy đi Cambridge, sau đó lúc chạy qua bên cạnh các cô gái xinh đẹp" cô ấy sẽ đánh vào mông các cô. Ha ha, đường khả hình cảm thán cười nói, thật tốt, một cô gái thật tốt đẹp, toàn bộ thế giới, tất cả đều là những thứ mộng mơ tốt đẹp, mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, mặc váy xinh đẹp, làm những chuyện vui vẻ, còn có thể cười đùa. Như thế rất tốt sao? Tô Thủy Kỳ mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên rồi, đây cũng là cũng khát vọng của mỗi cô gái đấy. Khả hình sâu kín nhớ lại tuổi thơ, có một vài hình ảnh tốt đẹp nhưng chỉ là hình ảnh ngắn ngủi, rất ngắn ngủi. Tô Thủy Kỳ thở dài. Đường Khả Hinh nghe tiếng thở dài, lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ cười hỏi, anh than thở cái gì, có cô gái xinh đẹp kết thân với anh, kể chuyện cười cho anh nghe, còn không biết đủ sao? Tô Thủy Kỳ nhịn cười nói, thì ra là như vậy. Loại cảm giác này là như vậy. Đường Khả Hinh không hiểu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ suy nghĩ trong chốc lát sâu kín nói, làm cho người mình quan tâm vui vẻ, cảm giác là như vậy. Lúc này tôi nghe, tôi cũng không có cảm giác gì, cảm thấy cái này có gì đáng buồn cười. Nhưng sau đó kể cho cô nghe, tôi còn chưa nói. Hết, tôi đã không nhịn được cười, thì ra là vì quá quan tâm người ở trước mặt của mình. Hai mắt khả hình hơi lóe lên một cái, có chút nghi ngờ ngừng đầu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ cũng cúi đầu, đón gió biển nhìn cô. Đường khả hình suy nghĩ một chút, mới chắc lưỡi một tiếng, nói, ai tin. Thật, Tô Thủy Kỳ dịu dàng cười nói. Lúc nãy nhìn anh trò chuyện với cô ấy rất vui vẻ. Khả Hinh cười nói, cô ấy cũng không phải là cô gái làm cho người ta chán ghét, tại sao tôi phải lạnh lùng với cô ấy. Chỉ là lúc nãy tôi muốn đi tìm cô lại bị cô ấy quấn lấy, Tô Thủy Kỳ lại cúi đầu nhìn cô cười nói. Anh, thích cô ấy sao? Đường Khả Hinh ở trong ngực anh, xoay người, ngẩng đầu nhìn anh đôi tay của Tô Thủy Kỳ vẫn vòng quanh lan can, chiều cao 1m9, khẽ cúi đầu xuống nhìn cô, sâu kính hỏi, tối nay, anh ấy có hôn cô không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, chừng to mắt nhìn hai mắt dịu dàng của Tô Thủy Kỳ, cô chớp mắt, đỏ mặt. Ánh mắt của Tô Thủy Kỳ nhíu lại nhìn đường Khả Hinh, sâu kín hỏi tiếp, hôn? Hay không hôn? Đường Khả Hinh cúi đầu, không lên tiếng. Tô Thủy Kỳ chậm rãi vươn tay, sờ nhẹ cằm của cô, nhẹ nâng mặt của cô, nhìn cô, hỏi tiếp trả lời tôi đường khả hình nhìn anh một cái đột nhiên không nhịn được nở nụ cười nói không có không có tô thủy kỳ rất tò mò nói hết lời đột nhiên ôm ngang đường khả hình nói nếu nói dối sẽ ném cô xuống biển đường khả hình hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch đưa hai tay ôm cổ của anh kêu lên một tiếng sợ hãi nói này anh đừng làm loạn tôi rất sợ a à. mới vừa rồi có gạt tôi không tô thủy kỳ ôm chặt đường khả hình đi tới bên lan can, đột nhiên hiểu được cử chỉ của cố tình lúc nãy, trên mặt của anh nở nụ cười càng đậm. Tôi, không có, đường khả hình đón gió biển thổi mạnh, nhìn xuống dưới thuyền thấy mặt biển đang gào théo cuồng loạn, cô hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, đôi tay ôm chặt cổ của Tô Thủy Kỳ, sợ hãi kêu nói anh mau buông tôi xuống á. Hôn hay không hôn, Tô Thủy Kỳ ôm đường khả hình làm bộ muốn ném xuống. A, à, mặt của đường khả hình lập tức chôn ở cổ của Tô Thủy Kỳ, hoảng sợ đến kêu to, anh thả tôi xuống. Thả tôi xuống, tôi rất sợ. Tô Thủy Kỳ cảm thấy đường khả hình ngọ nguậy ở trong ngực mình, anh càng cảm thấy buồn cười, mới vừa muốn lên tiếng. Một giọng nói lạnh lùng, sâu kín truyền đến. Hôn! Hai người sững sờ, đồng thời quay đầu lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi mặc âu phục lạnh lùng đứng ở trên boang thuyền, giống như dã thú ẩn núp nhìn sang, khả hình hoảng sợ vội vàng dãy nhẹ ra khỏi trong ngực Tô Thủy Kỳ, hơi đứng vững thân thể, thật sự rất nghe lời đừng rũ xuống ở một bên. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng của cô, lạnh lùng nhìn về phía tưởng thiên lỗi mỉm cười nói tổng giám đốc tưởng. Đối với đáp án của anh, tôi không có hứng thú. Tưởng thiên lỗi mỉm cười nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nói đáp án của tôi không phải là đáp án của cô ấy sao? Tô Thủy Kỳ cười nói tôi chỉ muốn đáp án của cô ấy. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, nhìn về phía khuôn mặt ửng đỏ của đường khả hinh đang đứng ở một bên, căng thẳng im lặng không lên tiếng, anh lạnh lùng trước mắt, hỏi, vậy, đáp án của cô ấy là gì? Cô ấy nói không có, ánh mắt của Tô Thủy Kỳ sáng lên, nhìn tưởng thiên lỗi nói. Ồ, tưởng thiên lỗi đáp lời xong, lại nhìn về phía đường khả hinh hỏi, chúng ta, không có hôn môi không? Đường khả hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi, ánh mắt miễn cưỡng, nhớ lại câu nói của anh lúc ở trên ban công, nụ hôn này đối với anh không có chút ý nghĩa. Án hư át của cô sáng lên, nhìn anh nói, không có. Suốt cuộc ánh mắt của tưởng thiên lỗi có chút nghiền ngầm, có chút nguy hiểm nhìn cô. Khả hình giật mình, lập tức cúi đầu. Tưởng thiên lỗi vừa nhìn đường khả hình, vừa chậm rãi nói cậu chủ tô có thời gian rảnh rỗi trò chuyện vui vẻ với nhân viên của tôi như vậy. Tôi rất cảm ơn anh, chỉ là thủ tướng và tô tiểu thư cùng vị cố tiểu thư kia, Tìm anh khắp nơi muốn nghiêng trời lệch đất, hay là anh trở lại bữa tiệc một chuyến?" Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, "Tôi cần đi hay không, tự mình có tính toán." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 151, đáp án của người nào quan trọng?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo nói, "Xem ra cậu chủ Tô thật sự cảm thấy rất hứng thú đối với nhân viên của tôi." "Anh thích cô ấy?" Những lời này cũng hỏi được. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tô Thủy Kỳ, có chút gấp gáp nhìn tưởng thiên lỗi, quát to một tiếng, này. Hai mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe nhìn cô nói, hiện tại tôi không cần đáp án của cô. Trên mặt Tô Thủy Kỳ lộ ra chút không vui, mới vừa muốn nói, lại nhìn thấy mấy tên vệ sĩ, nhanh chóng đi sang bên này, nhìn mình nói cậu chủ, thủ tướng và tiểu thư đang tìm cậu. Tìm đã lâu rồi. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ thở dốc một hơi, quay đầu nhìn đường khả hinh nói, tôi thật sự có chút chuyện phải đi trước. Chúng ta, liên lạc điện thoại, hả? Đường khả hinh liếc một cái tưởng thiên lỗi, cười khổ nói, ồ. Đi trước nhé, tô thủy kỳ vỗ nhẹ bả vai đường khả hinh, liền lắc mình đi khỏi. Đường khả hinh nhìn tô thủy kỳ xoay người bước đi khỏi, cô chắc mắt, cũng lặng lẽ bước đi, mặt không lộ vẻ gì đi qua bên cạnh tưởng thiên lỗi, mới vừa muốn lắc mình đi khỏi. Không ngờ sau cổ áo của mình bị người cứng rắn kéo lại, cô a hát một tiếng, cả người lui về phía sau mấy bước, trong cổ họng phát ra tiếng, ghim chết tôi rồi. Tưởng thiên lỗi lập tức nện đường khả hình vào cạnh cửa, đôi tay chặn hai bên người cô, hít mắt hỏi cô tối nay. Chúng ta không có hôn không? Đường khả hình thở hổn hển nhìn tưởng thiên lỗi nói, không phải anh nói nụ hôn kia không có ý nghĩa sao? Xem như không có hôn. Tưởng thiên lỗi dương nhẹ khóe miệng, có chút kỳ lạ cười một tiếng, nói cái gì? Xem như không có hôn. Đường khả hình cúi đầu không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi lập tức đưa ngón trỏ chạm mạnh vào cánh môi của cô, buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn cô lạnh lùng nói tôi không có chạm vào nơi này sao. Đường khả hình có chút hoảng sợ đẩy tay của anh, không biết nói gì. Tưởng thiên lỗi lại cúi người xuống, cái chán thiếu chút nữa đụng vào chán của cô, ngón tay chạm mạnh vào môi của cô nói tôi không có chạm vào sao. Tổng giám đốc, hay là anh bỏ qua cho tôi đi, khả hình ở trong ngực tưởng thiên lỗi, Nói tôi thật sự rất sợ anh a. À. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, nhìn cô. Đường Khả Hinh sâu kín ngẩng đầu lên nhìn anh, bất đắc dĩ nói, chỉ cần anh xuất hiện, luôn nhắc nhở tôi, tôi là một người rất hèn mọn, sau đó tôi phải nghe lời của anh, tôi mới có thể có đường sống, nhưng sự thật không phải như thế. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, thật lòng nói, anh có cảm giác trong xương tôi có chút kiêu ngạo hay không? Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ trong chốc lát. Nhìn cô nói, còn có một chút thần kinh. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên lỗi một cái, chân thành nói, là bởi vì tôi thật sự, nể phục anh mới có thể nghe lời của anh, không đến gần người khác, giữ điện thoại di động của anh. Ánh mắt Tưởng Thiên lỗi thoáng chấn động, ngay sau đó biến mất, nhìn cô. Đường Khả Hinh lại bất đắc dĩ cúi thấp đầu nói, anh không chỉ có quyền nắm giữ sống chết của tôi, còn nắm giữ tất cả công việc của tôi, nắm giữ sống chết của đồng nghiệp tôi, tôi muốn ở lại một khách sạn lớn mạnh cũng không thể quá ích kỷ bao gồm cả tôi bao gồm cả anh chính tôi ở lại nơi này vô tình học được rất nhiều thứ quản lý trần chủ trì phòng ăn ngừa tôn cũng rất mệt mỏi có lúc nửa đêm tan việc cả người dường như mệt lả ngồi ở một góc nào đó trong phòng ăn nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ không muốn nói chuyện sau đó quản lý Tảo sẽ đứng ở bên chân quản lý trần rất lặng lẽ cởi xuống giày cao gót cho cô ấy xoa bóp chân cho cô ấy mặc kệ bọn họ ở trước mặt người khác hay sau lưng người khác mọi biểu hiện đều làm cho người ta rất cảm động bọn họ cũng đã như vậy huống chi là anh chủ trì một tập đoàn lớn như vậy nhất định sẽ rất mệt mỏi tôi thật lòng nể phục anh mới nghe lời của anh mặc dù tôi có chút mất hứng từ đầu đến cuối tưởng thiên lỗi đều yên lặng nhìn cô nhìn cô nói xong những lời rất chân thành giống như mọi chuyện đều suy nghĩ sâu sắc hai mắt của anh khẽ hiện lên nụ cười chậm rãi hỏi thế nào sợ tôi bắt gặp cô nói chuyện với Tô Thụy Kỳ, cho nên tìm lời tâm bốc tôi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi nói, thân phận tôn quý của anh, mỗi ngày đều được người khác nhau tâm bốc phải không? Ngay cả thủ tướng cũng khen anh chớ đừng nói chi là tôi. Tôi nói thật lòng. Ánh mắt tưởng thiên lỗi thoáng qua một chút dịu dàng, đột nhiên vươn tay nắm hông của cô, buộc thân thể của cô dán vào mình, anh cúi xuống nhìn cô hỏi trả lời vấn đề của tôi lúc nãy tối nay chúng ta có hôn hay không mặt của đường khả hình lập tức đỏ bừng đôi tay nhẹ trống trên lồng ngực kiên cố của anh có chút gấp gáp nói anh đừng làm khó tôi nếu tôi nói có hôn cùng anh bọn họ sẽ hỏi hôn thế nào nhẹ nhàng hay sâu tất cả vấn đề sẽ hại chết tôi tưởng thiên lỗi đột nhiên cười một tiếng ôm chặt thân thể của cô nói cùng tôi hôn môi có mất mặt như vậy sao anh không như vậy sao đường khả hình lập tức nói tưởng thiên lỗi nhìn cô nói nếu cô ngại nói, tôi sẽ nói nhẹ nhàng, tôi nói với mọi người chúng ta hôn nha. Còn hôn lưỡi, đừng, đường khả hình có chút gấp gáp nói. Tưởng thiên lỗi nhìn cô đỏ mặt, không nhịn được nở nụ cười. Đường khả hình đón gió biển, ngẩng đầu lên tò mò nhìn tưởng thiên lỗi một cái, không nhịn được hỏi anh. Anh cười cái gì? Tưởng thiên lỗi nhìn dáng vẻ khả hình như vậy, chậm rãi buông lỏng tay ra, nhìn cô nói, không nên trầm mê vào nụ hôn kia, đây chỉ là một trò chơi. Đường khả hình trước mắt, im lặng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn đôi mắt to linh động trong suốt của cô, nhẹ nhàng trước mắt, lộ ra một chút dịu dàng và đáng yêu. Anh suy nghĩ, có mấy lời muốn nói nhu hơi do dự, rồi nhẹ nhàng vương tay chạm vào cánh môi cô, mới xoay người đi khỏi. Đường khả hình nhìn theo bóng lưng của anh nhàn nhạt đi khỏi, ánh mắt cô thoáng qua một chút dịu dàng, mới thở dài xoay người đi về phía bên kia, nhưng không có phát hiện một bóng dáng thật dịu dàng đang núp ở một chỗ hẻo lánh, cái ly thủy tinh trong tay đột nhiên rơi xuống bong thuyền, lăn đến bên chân của đường khả hinh, khả hinh ngạc nhiên dừng bước chân, cúi đầu liếc mắt nhìn cái ly kia lại nhìn về phía trước, như mặt đang đứng ở đầu kia, có chút căng thẳng và đau lòng, nhưng vẫn mỉm cười nhìn mình. Từng bước từng bước đi tới phía mình. Đường khả hinh nhìn thấy như mặt, trong lòng chợt căng thẳng, theo bản năng lo sợ, mới vừa rồi cô có nhìn thấy cái gì hay không? Như mặt mỉm cười đi tới trước mặt của khả hinh, Xin lỗi nói, thật xin lỗi. Lúc nãy tôi đi ngang qua, tay không có nắm chặt, làm rơi cái ly. Đường Khả hình miễn cưỡng cười cười, lập tức khóm người cúi đầu, nhặt lên cái ly thủy tinh, sau đó đứng lên, lại nhìn thấy Như Mạt đã đứng ở trước lan can bong thuyền, nhìn biển rộng tối tăm nơi xa xăm, hai mắt xẹt qua đau lòng, cô khẽ run lên một chút, cầm cái ly đi tới bên cạnh Như Mạt, "Xin phép nói cô khỏe chứ, thị trưởng phu nhân, cái ly này tôi cầm đi dùm cô được không?" như mạt quay đầu nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng đáng yêu của đường khả hình nhất là cặp mắt to nhấp nháy rất đáng yêu cô than nhỏ một tiếng nói cô thật đáng yêu trẻ tuổi thật tốt đường khả hình không tự chủ nắm cái ly nhìn cô tối nay tâm trạng của như mạt không phải rất tốt thở dài nhìn mặt biển xa xăm phía trước nói tôi còn nhớ tôi cũng có một thời tuổi trẻ khi đó cả người đều tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào đường khả hình nghe lời này cảm thấy không thích hợp muốn xoay người đi khỏi lại không biết tìm lý do gì trò chuyện với tôi được không như mạt mỉm cười quay đầu nhìn khả Hinh, thật chân thành nói đường khả Hinh nghe vậy miễn cưỡng cười cười đành cất bước đi về phía lan can cùng với cô nhìn về phía bờ biển xa xăm nói nhưng ở tuổi giống như tôi cũng không có cảm giác vui vẻ bao nhiêu a à. như mạt quay đầu nhìn cô gái đơn giản này tuy tâm nói vui vẻ và đau buồn vốn cùng tồn tại cô vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát khỏi hai loại này. Đường khả hình không biết nên nói gì, cô chỉ cảm thấy như mặt giống như rất đau buồn, đau buồn đến nỗi chưa từng có vui vẻ. chương 152, bằng lòng với số mệnh. Như mạt khẽ thở dài, quay đầu cười nói, mỗi ngày tôi đều ở trong kẽ hở, xem có thể nhặt được một chút vui vẻ hay không, giống như lúc tôi còn nhỏ, là một cô nhi, tôi không thích cô nhi viện, những đứa bé nơi đó, tất cả đều rất đáng sợ, tranh giành tình thương của nữ tu sĩ, tranh giành đồ chơi, tranh giành có mới ba mẹ, xem người nào nhận nuôi. Ánh mắt của bọn họ sẽ sáng lên, phát ra một loại ánh sáng rất đáng thương, rất đáng buồn, nhưng lại rất đáng sợ. Đường khả hình không nhịn được nhớ tới lúc mình còn bé, thật may là có cả nhà nhã tuệ thương yêu mình, cô không nhịn được nhìn về phía như mặt. Hai mắt như mặt hiện lên giọt lệ, khổ sở nói tôi không thích hoàn cảnh như vậy, tôi chưa bao giờ tranh đoạt với người khác, từ nhỏ tôi đã hiểu rõ, không nhất định phải tranh tranh mới có được hạnh phúc, cho nên tôi rất biết bằng lòng với số mệnh, cho đến một ngày. Tôi thật sự còn rất nhỏ, tôi bị gọi vào phòng của mục sư, ông ta bảo tôi cởi sạch quần áo, muốn vuốt ve thân thể của tôi. Trái tim của khả hình chợt run lên, căng thẳng nhìn về phía như mạt. Hai mắt như mà thoáng qua run rẩy hoảng sợ, cô miến cưỡng cười một tiếng. Chấm ngoặc kép, khi đó, tôi không chịu cởi quần áo, tôi chết cũng không cởi, ông ta đã bước tới vung tay tát mạnh vào mặt của tôi. Tát rất mạnh, lúc tôi ngã trên mặt đất, khóe miệng đều là máu, lỗ tai kêu ong ong, toàn bộ thế giới đều bị đánh tan, ngay cả một chỗ sống yên thân cũng không có. Tôi phát điên chạy trốn, ông ta nắm tóc của tôi, kéo tôi ra sau, tôi ngã tại góc giường, nơi chán có một vết thương thật sâu thật sâu. Khi đó, khắp thân thể của tôi đầy máu tươi, tôi cảm thấy rất ấm rất ấm. Tôi phát hiện thì ra chết chóc lại ấm áp như vậy hai mắt khả hình mãnh liệt chớp nháy, có chút hoảng sợ thở ra một hơi, chậm rãi đưa hai tay đè lồng ngực, đè ép buồn bực hít thở không thông. Như mặt cười khổ nói, nhưng chính máu tươi đó đã cứu tôi, mục sư thả tôi đi, nói với tôi, nếu tôi dám đem chuyện tối nay nói cho người khác biết, ông ta sẽ giết tôi, ông ta ném tôi với cả người đầy máu tươi ra bên ngoài phòng, tôi ngã xuống mặt đất, tự mình đè lại cái chán bị thương, thật sợ hãi nơi đó, tôi tự nói với mình, tôi nhất định nhất định phải chạy trốn nhất định phải chạy trốn tôi phát điên chạy ra khỏi tu viện sau đó chui vào bụi cỏ vừa khóc vừa lợi dụng bóng đêm bò qua hàng rào chạy ra bên ngoài tôi đi chân trần chạy ra không đến bao lâu bầu trời đổ mưa một mình tôi núp ở bên đống rác thật sợ hãi thật sợ hãi nhìn trái phải đều tối đen giống như cảm thấy mục sư đang không ngừng đuổi theo tôi tôi muốn kêu la tôi muốn khóc nhưng tôi thật sợ người khác phát hiện ra tôi lại đưa tôi về chỗ đó tôi còn rất nhỏ hoàn toàn không có năng lực chống cự mỗi buổi tối núp ở một góc tối phía dưới cầu thang nghe tiếng người đi trên thang lầu trái tim của tôi đập dữ dội nghe có người nói chuyện tôi lo sợ muốn khóc ban ngày tôi núp ở nơi không có ánh mặt trời mờ mờ trong không gian thu hẹp buổi tối chạy đến bên cạnh gian hàng trái cây đứng ở một góc tối chờ người ta ném trái cây hỏng sang một bên tôi nhặt ăn như điên sau đó trốn về cái hẻm nhỏ chờ người khác mở cửa đi vào gầm cầu thang để ngủ. Có lúc cứ có cảm giác mình không tỉnh lại nữa. Hai mắt khả hình đỏ bừng xoay đầu lại nhìn cô. Như mặt rơi nước mắt, cười khổ nói cho đến khi tôi cho rằng cuộc đời của tôi sẽ phải sống nơi cầu thang nho nhỏ đó. Đột nhiên có một buổi tối, mưa ướt đẫm, có một ông chú rất hiền lành phát hiện ra tôi. Ông ấy nhìn thấy tôi trốn ở góc tối rất đáng thương, liền hỏi tôi, nhà ở nơi nào? Cha mẹ ở nơi nào? Tại sao một mình ở chỗ này? Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu, theo bản năng cảm thấy ông chú rất thân thiện, không nhịn được tin tưởng ông ấy. Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía như mặt, đồng cảm với cảnh ngộ của cô, liền căng thẳng hỏi, này sau đó thì sao? Sau đó, chấm ngoặc kép, rốt cuộc trên mặt như mặt hiện lên một chút vui vẻ, nói ông ấy dắt tay của tôi, dẫn tôi ra khỏi cái hẻm nhỏ ẩm ướt đó, mời tôi đến một phòng ăn rất đẹp rất đẹp, ăn một bữa cơm, sau đó nói muốn đem tôi đưa đến viện mồ côi rất tốt, lúc đó tôi hoảng sợ tôi liều mạng lắc đầu khóc nói tôi không muốn đi sau đó tôi quỳ gối trước mặt của ông ấy xin ông ấy chứa chấp tôi mỗi ngày cho tôi một chén cơm ăn tôi làm cái gì cũng được cái gì tôi cũng chấp nhận khả hinh vội vàng nhìn cô nói vậy ông chú đó ông chú đó chính là cha nuôi của tôi hiện tại cha chồng của tôi như mạt mỉm cười nói ông ấy dắt tay của tôi dẫn tôi về nhà từ đó cuộc đời của tôi đã thay đổi long trời lỡ đất Tôi trở thành con gái nuôi được cưng chiều nhất nhà họ Tần, có mấy người giúp việc hầu hạ tôi, mặc váy xinh đẹp nhất, ăn thức ăn ngon nhất, còn có một anh trai. Khi đó, rất thương tôi, tức là người chồng của tôi sau này. Đường Khả Hinh nghe đến đó, nhớ tới quan hệ giữa cô và tưởng thiên lỗi, cô có chút lúng túng cúi đầu, không dám lên tiếng. Khi đó, tôi thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, cuộc sống giống như trong mơ. Những ngày sau đó, cha tôi dẫn tôi đến một biệt thự giống như tòa thành, lại mở ra một cánh cửa tình yêu mộng ảo. Tôi gặp được thiên lỗi, chấm ngoặc kép, trên mặt như mạt, rốt cuộc nở nụ cười ngọt ngào. Đường khả hình sâu kín nhìn về phía cô. Cô biết không, lúc tôi vừa bắt đầu biết thiên lỗi đã rất bá đạo rồi, ăn cái gì, không ăn cái gì, muốn đi nơi nào, không đi chỗ nào, mặc quần áo gì, cài tóc loại gì, anh ấy đều nhất định buộc tôi phải nghe theo anh ấy. Như mạt nhớ lại thiên lỗi trước kia, trên mặt không nhìn được sáng lên nụ cười dịu dàng, nói, nhưng tôi hạnh phúc, anh tự mình sai người làm xích đu cho tôi ngồi, phía trên phủ rất nhiều hoa hồng, tặng cho tôi đồ trang sức đẹp nhất, dắt tay của tôi đi vào khu rừng trúc, tựa vào trong ngực của anh ấy, lái xe, cuộc sống rong chơi buông thả. Đường khả hình yên lặng lắng nghe, như mặt lại mỉm cười nói, tôi cho rằng, cuộc đời của tôi cứ trôi qua ngọt ngào như vậy, ở trong tình yêu thương, che chở, bảo vệ của anh ấy nhưng không nghĩ tới. Cô gả cho Tần Vĩ Nghiệp. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, mặc dù hiện tại tôi đã kết hôn, nhưng tình yêu giữa chúng tôi chưa kết thúc. Anh ấy điên cuồng chạy đến hiện trường hôn lễ, mặc dù cuộc hôn lễ đã kết thúc ba ngày, nhưng anh phá vỡ hiện trường hôn lễ kia. Sáng sớm hôm đó, một mình tôi đi ra ngoài, anh ấy lái xe liều mạng đuổi theo tôi, trong xe giống giận gọi to tên của tôi, rất đau thương, Như Mạt đừng tổn thương anh như vậy, đừng rời xa anh. Hai mắt đường khả hình sốc sách chợt lóe, Hai mắt như mặt hiện lên giọt lệ, hối hận lúc ban đầu nhất thời mềm lòng, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói, tôi không phải cố ý muốn tổn thương anh ấy, tôi thật sự không cố ý, tôi thật sự rất yêu thương anh ấy, tôi thấy anh ấy đính hôn, tôi sắp phát điên. Tôi muốn phát điên, tôi thật hận, thật hận, hận tôi mình, hận tất cả tình yêu, để cho tôi mất đi tình yêu của thiên lỗi. Thật hận, Cô nói xong, đột nhiên cảm giác trái tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt. Khả Hinh nhìn bộ dáng của cô, có chút lo lắng đi về phía cô, đôi tay nhẹ đỡ cánh tay của cô nói, cô không sao chứ. Cô đừng làm tôi sợ. Trong lúc bất chợt cô nhớ tới, Nhã Tuệ đã từng nói, trái tim của Như Mạt có chuyện, ba năm trước đây đã một lần ghép tim. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, sắc mặt Như Mạt đột nhiên tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, thở gấp tức, Nhìn về phía Khả Hinh nói, cô thích Thiên Lỗi sao? Đường Khả Hinh lo lắng nhìn ánh mắt rời rạc của Như Mạt, bộ dáng dường như muốn mệt lạ, liền vội vàng lắc đầu nói, không có. Không thích, tuyệt đối không thích, anh ấy yêu cô, anh ấy yêu cô mà. Cô cô, cô, cô không nên xảy ra chuyện, tôi lập tức gọi bác sĩ. Không cần, tôi nghỉ ngơi một lúc. Chấm ngoặc kép, Như Mạt vừa rồi dứt lời, đột nhiên trong đầu choáng váng, cả người ngã lộn ngược về phía Khả Hinh đụng mạnh vào người cô, khả hình thét chói tai, không kịp đề phòng, thân thể lui về phía sau, té ngã, cả người rơi ra bên ngoài lan can. A, à, một tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng, kinh khủng truyền đến. Chương 153, nghi ngờ. Gió biển minh mông thổi đến. Một thân thể nhỏ nhắn tuyệt vọng treo ngược ở lan can bong thuyền, đang đón gió biển thổi mạnh. Thật xa, thật xa bong thuyền đang trong tiếng sóng biển khổng lồ, đầu bên kia sàn nhảy vang lên tiếng nhạc du dương tất cả khách quý đang nói cười, chỉ có một tên vệ sĩ đi dọc theo mạn thuyền, ngay sau đó nghe được tiếng kêu khó hiểu, ngay lập tức nghiêm nghị cầm bộ đàm nói, dường như tôi nghe được tiếng kêu không bình thường. Lập tức phái người lục soát toàn bộ thuyền. Vâng, chấm than ngoặc kép, vệ sĩ lập tức đáp lời. Đường khả hình hoảng sợ đến mất hồn mất vía, thân thể treo lơ lửng, hoảng sợ căng thẳng ngẩng đầu lên, khóc nhìn như mặt nói, đừng buông tay. Đừng buông tay, tôi không muốn chết như mà cố nén trái tim đè ép khó chịu, một tay nắm chặt lan can một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của khả hình, dùng hết hơi sức, cắn chặt răng, nắm tay khả hình thở hổn hển đang treo lơ lưỡng dưới thuyền nói, cô nắm chặt. Tôi sẽ không buông tay, cố gắng nghĩ biện pháp đừng để cho thân thể bay ra khoảng không. Mau, nắm chặt lan can. Đường khả hình vừa rơi lệ khóc, vừa mạnh thở, đưa ra một cái tay khác muốn nắm chắc lan can phía trước, chỉ chút nữa là chạm đến lan can màu trắng, như mặt choáng váng, cả người muốn rớt xuống dưới, cô a hát một tiếng, hoảng sợ đến thét chói tai khóc lớn, đừng buông tay, như mặt tiểu thư, đừng buông tay. Tôi cứu cô, như mặt cắn chặt răng, dùng hết sức lực trong người, nắm chặt lan can, nắm chặt tay khả hinh, đè nén cảm giác trái tim sắp hít thở không thông, nói tôi. Tôi, không sợ chết, dù sao trái tim của tôi không thể sống lâu năm, cô kiên cường một chút, mau nắm chặt mạn thuyền, mau, sắp 10 giờ rồi du thuyền này sẽ khởi động, chạy quanh thành phố. Đến lúc đó tua pin sẽ quay, mau. Khả Hinh nghe vậy, hoảng sợ nước mắt càng không ngừng lăn xuống, liền cắn chặt răng, đón sóng lớn trên mặt biển, run rẩy vươn tay, vừa thở hổn hển với tới lên lan can trước mặt, vừa lo lắng nói, như mặt tiểu thư, cô phải nắm chặt. Cô yên tâm, tôi không sao, như mặt cắn chặt răng, cố đè nén cảm giác trái tim càng lúc càng tê dại, nắm chặt tay Khả Hinh, lại phát hiện sức cổ tay mình bắt đầu yếu dần, mắt nhìn thấy cổ tay khả hình dần dần muốn trượt ra khỏi lòng bàn tay mình, cô cắn chặt răng, đón gió biển thật to càng lúc càng mãnh liệt, vừa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, vừa quay về phía bên ngoài kêu to, cứu mạng. Có người sắp rơi xuống biển rồi, cứu mạng. Vô số vệ sĩ, bước nhanh về mỗi hướng của du thuyền, tìm kiếm âm thanh kỳ lạ, lúc này, tiếng còi của du thuyền vang lên thật to, thuyền sắp chuyển lái, chạy về phía trước. Mặt biển sóng lớn, lúc này càng thêm cuộn trào ngàn đợt sóng. Đường Khả hình cảm thấy thuyền bắt đầu chuyển động, cô hoảng sợ thân thể rét lạnh run rẩy, nhanh chóng vươn tay cắn chặt răng đưa về phía thanh lan can màu trắng trước mặt, chỉ chút nữa là chạm đến, nhưng vẫn còn cách một chút. Cô mạnh thở một hơi, chợt dùng sức để thân thể bay lên không, nắm chặt lan can màu trắng kia, lại nghe được một tiếng thét chói tai. hát, Cô ngẩng đầu lên, trong một chớp mắt khiếp sợ nhìn thân thể như mà chợt nhanh chóng rơi xuống mặt biển sâu. A! À, tiếng kêu thê lương tuyệt vọng từ phía dưới thân thuyền truyền đến, khả hình kinh ngạc, hoảng sợ trợn to hai mắt, nắm chặt lan can màu trắng, rốt cuộc ý thức được như mạt vì cứu mình mà rơi xuống biển, cô nhất thời sụp đổ, hoảng sợ khóc lớn a à, cứu mạng, có người rơi xuống biển rồi cứu mạng. lúc này đặc cảnh ở gần đó nghe được tiếng khóc thật nhanh xông về phía bên này cứu mạng, có người rơi xuống biển rồi cứu mạng. chấm ngoặc kép khả hình phát điên nắm chặt lan can đón cơn sóng biển khổng lồ xoáy lên không trung, sụp đổ kêu khóc. Trên bữa tiệc vui ca múa hát, mọi người nói cười, nhất là Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên, Tần Vĩ Nghiệp làm bạn ở bên cạnh thủ tướng càng thêm cười nói. Cửa chính sảnh tiệc ầm ầm mở ra, Đông Anh và cảnh sát trưởng không cố kỵ xông vào, lo lắng nói: "Không xong. Thị trưởng phu nhân rơi xuống biển rồi." Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên, Tần Vĩ Nghiệp đứng bật dậy, kịch liệt nhìn cô một cái, tất cả đều phát điên xông ra ngoài. Toàn bộ người ở hiện trường sảnh tiệc đều khiếp sợ, thủ tướng cũng dẫn cháu trai cùng các quan chức đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi điên cuồng lao ra cửa sảnh đầu tiên, lập tức nhìn thấy rất nhiều đặc cảnh và đội lục soát chạy nhanh tới đầu kia, trực tiếp ra lệnh thuyền trưởng dừng lại du thuyền, để tránh tua bin khổng lồ cuốn thị trưởng phu nhân. Anh nghe xong, trái tim chợt run lên, giọng tức giận quát to thị trưởng phu nhân té xuống chỗ nào. Nói, ngã xuống từ cửa sau của nhà kho, có một đặc cảnh lập tức nói. Tần Vĩ Nghiệp đau lòng nhìn về phía kia kêu to, như mạt. Trang hạo nhiên điên cuồng chạy gấp tới đầu kia, tưởng thiên lỗi lại trợn to hai mắt, nhìn về phía kia, đúng vị trí mình ôm đường khả hinh. anh tức giận trừng mắt, lộ ra ý muốn giết người cất bước đi chạy tới phía trước, quả nhiên nhìn thấy đường khả hinh mặt xám như cho tàn, ngã trên mặt sàn hoảng sợ khóc giống, tôi không phải cố ý. Tôi thật sự không cố ý tôi không nghĩ sẽ làm ngã cô ấy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tưởng thiên lỗi bước nhanh đến trước mặt của đường khả hình, lập tức nắm chặt bả vai của cô, trợn trừng mắt nhìn cô, tức giận nói cô mới vừa nói cái gì. Cô nói lại một lần nữa cho tôi, có phải cô đẩy như mặt xuống hay không, có phải là cô hay không, cũng bởi vì một nụ hôn, cho nên cô điên cuồng. Đường khả hình vội vàng lắc đầu hoảng sợ, khóc nói, không phải như vậy, không phải như vậy là tôi không cẩn thận rơi xuống biển sau đó cô ấy vì cứu tôi cho nên bị tôi kéo xuống tôi không cố ý tôi chỉ muốn nắm chặt lan can kia thật xin lỗi thật xin lỗi ai sẽ tin tưởng lời nói của cô xảy ra trùng hợp như vậy cô gái đáng sợ này tưởng thiên lỗi lập tức đẩy đường khả hình ngã xuống sàn tại sao anh không tin tôi đường khả hình nhìn về phía tưởng thiên lỗi gào lên tại sao tôi phải tin cô cô hại chết như mạt tôi muốn cô đền mạng, tưởng thiên lỗi tức giận chỉ vào đường khả hình nói. Rốt cuộc như mà té xuống chỗ nào, tần vĩ nghiệp lập tức tìm hiểu tình huống từ đặc cảnh ở đầu kia, gấp gáp, tức giận nói. Đường khả hình vừa định quay đầu nhìn về phía lan can bên cạnh, tưởng thiên lỗi đã nổi giận, níu cổ áo của đường khả hình, kéo cô lên, ném lên lan can, tức giận quát, nói. Thiên lỗi, trang hạo nhiên lập tức đi tới, đón được thân thể của khả hình, nhìn về phía người đã điên cuồng, gầm lên anh làm cái gì không cẩn thận đẩy cô ấy xuống biển thì làm thế nào cô ta chết không có gì đáng tiếc chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi chỉ vào đường khả hình gào lớn thiên lỗi anh không thể nói chuyện như vậy chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên ôm chặt khả hình giận dữ mắng tưởng thiên lỗi tô thủy kỳ tức giận mút trời chạy tới nhắm về phía mặt của tưởng thiên lỗi đấm một quyền tức giận kêu to rốt cuộc ai đáng chết tưởng thiên lỗi xoay mặt chỗ khác quay đầu lại tức giận nhìn Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ tức giận, lập tức kéo khả hình đang khóc thầm từ trong ngực trang Hạo Nhiên, ôm vào trong ngực, tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, chuyện còn chưa rõ ràng, không phân biệt tốt xấu, mắng chửi người, tổn thương người. Ai có đủ lòng tự trọng để hứng chịu sự dày vò của anh hả? Tưởng Thiên Lỗi đã mất hết lý trí nhìn Tô Thủy Kỳ. Được rồi, thủ tướng uy nghiêm lên tiếng nói, bây giờ là lúc nào? Còn tranh cái chuyện này trước tiên tìm hiểu chuyện cho rõ ràng, cô tên là gì? Thủ tướng nhìn Khả Hinh trong ngực cháu trai, nghiêm nghị hỏi. Đường Khả Hinh vẫn hoảng sợ đến nước mắt tuôn ra, nhưng vẫn nghẹn ngào nói tôi. Tôi tên là Khả Hinh. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cô nói mau, chấm than ngoặc kép, thủ tướng hỏi tiếp. Mới vừa rồi tôi, tôi chuẩn bị trở về nhà kho, sau đó nhìn thấy như mà tiểu thư làm rơi ly thủy tinh, tôi nhặt lên giúp cô ấy, sau đó trò chuyện với cô ấy một lúc. "Chấm ngoặc kép, Khả Hinh hoảng sợ giải thích. Nhậm Tử Hiền lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn Khả Hinh, trong mắt hơi híp, nói tại sao cô trò chuyện cùng cô ấy? Cô ấy nói tâm trạng của cô ấy không tốt, bảo tôi trò chuyện với cô ấy một lúc. Sau đó chúng tôi trò chuyện một chút, cô ấy nói trái tim của cô ấy bị đau, tôi lo lắng đỡ cô ấy, muốn gọi bác sĩ, nhưng không ngờ cả người cô ấy ngã vào tôi, tôi không kịp đề phòng, thiếu chút nữa cả người rơi xuống biển. Cô ấy" Cô ấy kịp thời túm được tôi, tôi cầu xin cô ấy đừng buông tay. Cô ấy liều mạng níu tôi lại, nhắc tôi nắm chặt lan can, tôi. Tôi, tôi vừa dùng sức nắm được lan can, không ngờ lôi cô ấy xuống. Tôi không phải cố ý. Tôi thật sự không cố ý. Chấm ngoặc kép, cả người Đường Khả Hinh ngã trên mặt sàn, hối hận thất thanh khóc giống lên tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, là tôi không tốt. Tô Thủy Kỳ ngồi xổm người xuống, ôm chặt Khả Hinh đau lòng thở dài. Hai mắt tưởng thiên lỗi đỏ bừng, đôi tay nắm chặt lan can, nhìn biển rộng minh mông từng đợt sóng mãnh liệt, nghĩ tới bóng dáng dịu dàng đang ở dưới đáy biển lạnh thấu xương, có thể đang khổ sở dẫy ruộng, anh cắn chặt răng, đau đến trái tim sắp vỡ ra. Tần Vĩ Nghiệp đau lòng nghẹn ngào nói với đặc cảnh nói, lập tức phái thợ lặn toàn thành phố lặn xuống biển tìm người. Cô ấy không thể xảy ra chuyện gì, vợ của tôi, cô ấy không thể xảy ra chuyện gì. Cảnh sát trưởng lập tức tiến lên nói, "Tôi đã khẩn cấp phái người xuống biển vớt tìm người. Nếu như như mạt có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô." Tưởng Thiên lỗi chợt xoay người, nhanh chóng phóng xuống bong thuyền, Trang Hạo Nhiên bước nhanh theo sát xuống dưới, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cứng rắn, vội vã của người đàn ông này, anh hiểu lúc này cũng không thể nói được gì, không thể làm được gì, anh thở dài, cũng vội vã phóng theo xuống thuyền. Tần Vĩ Nghiệp cũng im lặng rơi lệ, nhanh chóng nhảy xuống thuyền chương 154, có một tình yêu. Mặt biển minh mông, cuồng phong mãnh liệt. Một buổi tối đáng được ăn mừng như thế, câu lạc bộ đua ngựa của tập đoàn Á Châu sắp tổ chức cuộc đua ngựa thế giới. Một buổi tối vinh dự như thế nhưng bởi vì thị trưởng phu nhân rơi xuống biển mà đưa tới chấn động khắp thành phố, các ký giả dối rít xông tới hiện trường, muốn phỏng vấn tình huống, mà ngoài khơi mặt biển cuộn trào mãnh liệt không có chút nào giảm, gió lớn từng cơn ập tới, mãnh liệt đến nổi làm cho người ta chấn động vô số cano và đội đặc cảnh đang tìm kiếm ở bên cạnh du thuyền khổng lồ chiếu sáng ngọn đèn lớn dùng dụng cụ tinh vi nhất phái ra thợ lặn và người máy dưới nước căng thẳng tìm kiếm lúc nào cũng chuyển đến tiếng dụng cụ kim loại lạnh lùng vô tình nói chưa phát hiện mục tiêu chưa phát hiện mục tiêu tần vĩ nghiệp đứng ở trong một chiếc cano nhìn về phía mặt biển mênh mông nghẹn ngào gọi to như mạt như mạt em ở đâu vậy em luôn sợ lạnh em đừng làm anh sợ như mạt không biết bơi, tại sao muốn cứu người? Mặt biển cuộn trào mãnh liệt, một tiếng kêu to nhưng lại quá nhỏ quá nhỏ, người phụ nữ đã từng được ba người đàn ông đặt ở trong lòng, người phụ nữ đã từng vui vẻ như bọt biển tan vào trong biển, yêu thương giống như mỹ nhân ngư. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đứng cùng một chiếc thuyền, chỉ dẫn cho tàu biển chở khách chạy định kỳ chuyển hướng khác, nhìn mặt biển minh mông, vô số đặc cảnh nhảy vào mặt biển, trồi lên, hướng tới bọn họ báo cáo, cũng không có tìm được mục tiêu tưởng thiên lỗi đau lòng nắm chặt tay vịn nhìn biển rộng vô tình vô cùng mãnh liệt nhớ lại quá khứ cô mềm mại tựa vào trong ngực của mình dịu dàng cười nói anh nói mỹ nhân ngư xinh đẹp hay em xinh đẹp em xinh đẹp nhưng nếu như có một ngày anh cũng giống như hoàng tử có công chúa xinh đẹp vứt bỏ em thì làm thế nào vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày này nói xạo quá nếu quả thật có một ngày em nhảy vào trong biển biến thành bọt biển sẽ giống như mỹ nhân ngư, mãi mãi trong chừng hạnh phúc của anh. Chuyện cũ làm rơi nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi, người đàn ông kiên nghị đứng ở trên mặt biển bồng bềnh, nghiêng nhìn mặt biển u ám, hai mắt kịch liệt đỏ bừng, sâu kín gọi nhỏ, "Như Mạt, anh không có yêu người khác, anh vẫn luôn yêu em. Như Mạt, cả đời chỉ yêu một mình em." Trang Hạo Nhiên đứng ở trên mặt thuyền, nghe Tưởng Thiên Lỗi nói những lời này, liền bất đắc dĩ nói, "Mặc kệ anh muốn bày tỏ cái gì, vì sự trong sạch của cô ấy bản thân nên ẩn nhẫn một chút đi trong chớp mắt tưởng thiên lỗi xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên tức giận nói tại sao tôi phải ẩn nhẫn mình tất cả đều không phải do tôi muốn vậy anh muốn cái gì trang hạo nhiên nhìn anh nói hủy diệt tất cả sau đó cùng cô ấy cao bay xa chạy tình yêu không phải là chuyện của một mình anh lúc ấy anh nói rất hay muốn tôn trọng lựa chọn của cô ấy thì không nên đến gần cô ấy ban đầu nếu không phải bởi vì cậu tôi sẽ không ra nước ngoài tưởng thiên lỗi tức giận xoay người nhìn trang hạo nhiên nói trang hạo nhiên yên lặng một phút chăm chú nhìn tưởng thiên lỗi cười nói đó là trách nhiệm của tôi sao là bản thân anh quá tham lam năm ấy cô muốn tổ chức hôn lễ cậu đừng nói với tôi cậu không biết mọi người cùng phối hợp gạt tôi để cho tôi mất đi cô ấy chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn trang hạo nhiên đột nhiên tức giận giống to anh điên rồi trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi tức giận kêu to lúc đầu cô ấy không gả cho anh là lựa chọn của cô ấy tình yêu giữa các người yếu ớt như vậy trách được người nào ngoặc kép tôi yêu cô ấy tôi yêu cô ấy tưởng thiên lỗi nhìn chừng trang hạo nhiên tức tối giống to cô ấy cũng yêu anh nhưng cô ấy rời khỏi anh đã nhiều năm rồi anh đừng nói với tôi anh chưa từng trách móc cô ấy yếu ớt tất cả tình yêu của cô ấy đều dành cho anh nhưng tình yêu của anh không chiến thắng được tình thân của mình vậy thì trách ai nếu như năm đó anh quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa sẽ nhìn ra khoảng thời gian đó cô ấy cũng không vui vẻ anh đang bận đối phó tôi anh yêu cũng không phải hết lòng tưởng thiên lỗi suốt cuộc trang hạo nhiên tức giận nhìn anh chồng chọc nói tưởng thiên lỗi ầm ầm xoay người giống như mãnh thú tới trước mặt trang hạo nhiên níu cổ áo của anh đôi tay trang hạo nhiên kìm chặt cổ tay của tưởng thiên lỗi Chợt giật một cái, tức giận nói, anh nhìn lại dáng vẻ điên cuồng của anh đi, sẽ biết anh có bao nhiêu tham lam. Nếu anh thật sự vì như mạt bất chấp tất cả, buông tha tất cả, năm đó sẽ không mất đi cô ấy. Ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên, tức giận giống to, tình yêu của chúng tôi, không tới phiên cậu nói chuyện. Ngoặc kép, vậy anh cũng đừng đem oán hận của anh chút lên người của người khác. Đừng cảm thấy hiện tại chỉ có một mình anh khổ sở. Tôi cũng rất khổ sở một tay trang hạo nhiên đẩy mạnh tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi lui về phía sau hai bước, tức giận nhìn anh. Trang hạo nhiên không muốn nói nữa, chỉ đau lòng nhìn mặt biển minh mông, suy nghĩ vẫn không có chút tin tức của cô, trong lòng của anh đau nhói, hướng về phía trước kêu to, như mạt. Như mạt, cô ở đâu vậy, ngoặc kép. Mặt biển bao la theo thời gian, rơi vào trong bóng đêm. Toàn bộ thế giới cũng rơi vào trong bóng đêm, bao gồm cục cảnh sát. Trại tạm giam, rất hiên lặng, không có náo nhiệt, bởi vì thủ tướng ra lệnh nghiêm túc điều tra chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển cho nên từ chối tất cả người yêu cầu thăm hỏi đường Khả Hinh. Bao gồm nhã tuệ vì Khả Hinh mà tan nát cõi lòng. Cô đứng ở bên ngoài cục cảnh sát, nhìn đặc cảnh vây chặt chỗ đó, cô rơi lệ nói, Khả Hinh. Tôi biết rõ cô sẽ không làm như vậy, cô nhất định không biết làm chuyện như vậy, nhưng bên cạnh của cô không có ai giúp cô, trò chuyện cùng cô, tin tưởng cô. Khả Hinh, cô không thể vào nhà giam như vậy tôi không có cách nào giải thích với chú tôi thật sự không có cách nào tại sao cô gặp phải nhiều chuyện như vậy sớm biết như vậy lúc đầu tôi không nên dẫn cô vào khách sạn tôi nên để cho cô ở trong kho hàng làm công việc như người bình thường ít ra còn có thể sống an toàn a à. ngoặc kép nhã tuệ khổ sở ngã trên mặt đất bật khóc tôi rất muốn vào thăm cô một chút ít ra còn có người cùng với cô ngoặc kép trong cục cảnh sát có người đi ra nhìn thấy nhã tuệ ngã trên mặt đất thất thanh khóc giống, bọn họ bất đắc dĩ nói, ở bên trong không có chút âm thanh nào, ở bên ngoài lại khóc như vậy. Ai, ngoặc kép, nhã tuệ vẫn ngã trên mặt đất, khóc thật đáng thương. Bên trong, trại tạm giam, đường khả hình một mình, sâu kín cuốn rúc vào trên mặt đất, giống như đã trầm trầm ngủ mê, chỉ là trong mắt giống như đã chết nhìn về một chỗ, cũng không nhúc nhích, mặc cho tính mệnh rơi xuống địa ngục. Tô Thủy Kỳ cầu xin ông nội đặc biệt cho phép mới đi vào được trại tạm giam, dựa lưng vào bên ngoài song sắt, ngồi đó cũng im lặng không lên tiếng. Đường khả hình nhìn lên bức tường cũ kỹ lấp kín trước mặt, đi vào nơi này bất quá chỉ mới một lúc cũng đã cảm giác biển người tang thương, đột nhiên nghĩ tới lúc ấy cha đi vào nơi này, có phải trong lòng cũng tuyệt vọng hay không cũng không đi ra được, cuộc sống bị đoạn lìa, rũ xuống trên mặt đất, từ từ chờ sinh mạng kết thúc, cô đột nhiên kích động chớp hai mắt, nước mắt lăn xuống, nhớ tới cảnh tượng như mặt rơi vào biển thật kinh khủng, trái tim của cô trượt buộc chặt, chặt đến nổi muốn tràn máu, cô đột nhiên kích động run rẩy rơi lệ. Cắn chặt môi dưới, uất ức khổ sở bật khóc. Ánh mắt Tô Thủy Kỳ hơi lóe lên, cảm nhận được tiếng khóc, liền chậm rãi thở dài, đưa tay vào song sắt, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo. Đường Khả hình không nhịn được thân thể run rẩy, bật khóc. Chương 155, lời khai làm chứng. Tô Thủy Kỳ đau lòng nắm bàn tay nhỏ bé, quay đầu lại nhìn về phía Khả hình cuốn rúc vào trên đất, nhìn bộ dáng cô đáng thương uất ức khổ sở, kéo nụ cười, an ủi nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, cô không đẩy cô ấy xuống, cho nên. Không phải sợ, sự thật luôn tồn tại, nếu như thật sự đến mức đó, tôi sẽ tìm luật sư giúp cho cô. Đường khả hình nghe lời này, mặt dính vào mặt đất lạnh lẽo, không ngừng nức nở nói, bọn họ thật không tin tôi sao. Thật, muốn cho tôi ngồi tù sao, sau đó, tôi sẽ giống như cha tôi, Ngồi vào xe tù, đi đến địa phương đáng sợ đó phải không?" Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhớ tới cha, cô khổ sở bật khóc nói, "Tôi không thể ngồi tù. Tôi không muốn ngồi tù. Tôi không muốn. Nếu tôi vào tù, cha của tôi nhất định sẽ sụp đổ, ông ấy sẽ khổ sở mà chết. Bởi vì lúc ông ấy vào đây, tôi đã khổ sở muốn chết. Tôi không thể đi vào, tôi không có đẩy cô ấy. Tôi không có." Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ thở dài vươn tay, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đưa lên khóe miệng hôn, cam kết nói, sẽ không. Nhất định sẽ không, có tôi đây, yên tâm. Cứu tôi, cứu tôi, tôi đã không có người thân rồi, tôi không thể liên lụy nhã tuệ, Tô Thủy Kỳ, cứu tôi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình bật khóc. Tô Thủy Kỳ cắn chặt răng, thở gấp gáp, nhìn về phía cảnh sát ở đầu kia nói, mở cửa. Cho tôi vào đi, mở cửa. Cảnh sát trưởng bất đắc dĩ đứng ở một bên, Nhìn Tô Thủy Kỳ nói, "Thật xin lỗi, cậu chủ Tô." Thủ tướng căn dặn cho dù là ai cũng không thể đi vào. Tô Thủy Kỳ cắn răng nắm quyền đấm vào song sắt một cái, tức giận nói không ra lời. Người bên trong cục cảnh sát cũng hoảng sợ đến không dám lên tiếng. Đường Khả Hinh nắm chặt tay Tô Thủy Kỳ, khổ sở nói, "Tôi rất nhớ cha, tôi rất nhớ cha. Tôi rất sợ ông ấy xảy ra chuyện, tôi rất muốn gặp ông ấy một chút. Tôi rất nhớ ông ấy." Tô Thủy Kỳ nắm tay của cô, khổ sở nói, chờ sau khi cô ra ngoài, tôi cùng cô đi gặp ông ấy, hả? Tôi còn có thể đi ra không? Đường khả hình nhớ tới bộ dáng tức giận của tưởng thiên lỗi, dường như muốn giết mình, cô lại thất thanh khóc giống, tôi có thể sẽ giống cha của tôi, cả đời cũng không ra được. Chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, cảnh sát trưởng lập tức cầm điện thoại lên, hỏi có tin tức của thị trưởng phu nhân. Đường khả hình vừa nghe thấy lời ấy, từ dưới đất lập tức đứng dậy, hai tay nắm chặt song sắt rơi lệ nhìn ra phía ngoài tìm được thị trưởng phu nhân rồi có một đặc cảnh ở bờ đầu bên kia dọi đèn lớn tiếng kêu tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cùng tần vĩ nghiệp vừa mới lên bờ nghe tiếng kêu lớn mặt lộ vẻ vui mừng chạy như bay về phía đầu kia bên bờ thấy đông đảo đặc cảnh vây quanh một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt mọi người vô cùng kích động vạch ra đám người đi tới đột nhiên thấy như mặt tối nay mặc váy dài giống như mỹ nhân ngư sắp chết thoi thóp nằm ở trên bờ cát, sắc mặt tái nhợt, tóc rối loạn, dính ở trên bờ cát, nhân viên cứu hộ lập tức ấn đôi tay vào vị trí trái tim của cô, không ngừng nhấn xuống, vừa nhấn vừa làm hô hấp nhân tạo. Tần Vĩ Nghiệp đau lòng nghẹn ngào quỳ trên mặt đất, nhìn hai mắt vợ nhắm chặt, hai mắt anh ửng hồng, nắm lên bàn tay nhỏ bé của Như Mạt thả vào bên môi, thâm tình hôn nói, "Như Mạt, em đừng có chuyện, mở mắt ra nhìn anh, bởi vì lúc em nhắm mắt lại, sẽ giống như áng mây." Một chút sẽ bay đi mất như mạt, mở mắt ra nhìn anh, ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nắm chặt quả đấm, hai mắt kịch liệt đỏ bừng, mới vừa muốn bước lên trước, cổ tay bị người nắm mạnh, anh hơi nghiêng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh. Tưởng thiên lỗi đè nén tâm trạng bi phẫn đứng ở một bên, nhìn như mạt nằm trên đất đóng chặt hai mắt, nhớ tới một buổi sáng sớm, cô một mình mặc váy dài si phông, nằm ở trong cánh hoa hồng đón ánh mặt trời, hai mắt nhắm lại, mình đi tới bên cạnh cô, nằm ở trên bụng của cô, mỉm cười nhìn cô, vươn tay vuốt nhẹ cầm của cô một cái, quét nhẹ cổ của cô một chút, cô vẫn cũng không nhúc nhích. Sắc mặt của anh có chút biến hóa, nhìn cô gái nằm ở trong cánh hoa, nhắm mắt lại, bộ dáng ngủ rất yên ổn, giống như không có chút sinh khí, hai mắt của anh mãnh liệt chớp lóe, lập tức ngồi dậy, bưng mặt của cô, căng thẳng gọi, như mạt. Ngoặc kép, cô vẫn nằm ở trong cánh hoa hồng, không nhúc nhích anh gấp gáp hoảng sợ nhìn cô, nhìn thật lâu thật lâu, rốt cuộc hoảng sợ cúi xuống, hôn mạnh môi của cô, đầu lưỡi xông vào, đẩy ra cánh môi lạnh lẽo, trong ánh mặt trời ấm áp, mặt của cô dần dần tràn lên nụ cười, cuốn đầu lưỡi rất nhỏ, đón nhận nụ hôn của anh. Qua, wow, dưới sự đè nén mạnh của nhân viên cứu hộ, nhưng mà đột nhiên phun ra một ngụm nước biển, lại thêm vài ngụm nước biển, rốt cuộc khôi phục ý thức, mí mắt di động, cánh môi khẽ mở, thở mạnh như mặt, tần vĩ nghiệp đau lòng nâng vợ, hai mắt nổi lên hơi nước, hôn trên gương mặt lạnh lẽo của cô, nghẹn ngào kích động nói em làm anh sợ muốn chết. Ngoặc kép, như mặt sâu kín mở ra hai mắt sưng vù, xuyên qua ánh đèn sáng rực cũng nhìn thấy bóng dáng tưởng thiên lỗi đang đứng ở trước mặt của mình, trong ánh sáng chói lóa, đè nén tình cảm khổ sở kích động nhìn mình, nước mắt của cô lăn xuống, tay chậm rãi nhắc tối, nhẹ vịn ở sau lưng chồng, mềm nhũn không còn hơi sức, hơi thở như tơ an ủi chồng nói, em không sao. Ngoặc kép, tại sao em ngốc như vậy? Tần Vĩ nghiệp lại bưng mặt vợ, nhìn khuôn mặt cô bị nước biển ngâm tái nhợt, đau lòng kêu nhỏ. Như mà chỉ hơi cười, cũng không trả lời, chỉ cảm nhận có ánh mắt mãnh liệt nhìn mình chầm chầm, nước mắt của cô lăn xuống, nhắm mắt lại. Trang hạo nhiên lập tức tiến lên, đau lòng nói, xe cứu thương đã tới rồi, mau đưa cô ấy lên xe. Chuyện khác nói sau, ngoặc kép. Tần Vĩ nghiệp lập tức bế ngang vợ, gấp rút chạy nhanh đến trước xe cứu thương, đặt vợ lên trên giường di động, sau đó y tá và bác sĩ cấp cứu nhanh chóng rời giường lên trong xe cứu thương. Tần Vĩ Nghiệp lập tức ngồi lên, phịch một tiếng cửa đóng chặt. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trên bờ biển, đau lòng nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa. Đi thôi, còn nhìn cái gì, Trang Hạo Nhiên nhìn anh một cái, cũng nhanh chóng bước đi về phía trước, chuẩn bị ngồi lên xe. Trong khi mọi người gần như đi khỏi, rốt cuộc trên mặt tưởng thiên lỗi nở nụ cười buông lòng biết ơn may mắn cô còn sống bên trong cục cảnh sát đường khả hình quỳ xuống bên trong cửa sắt hai tay nắm song sắt nhìn thấy cảnh sát trưởng nói đã tìm được thị trưởng phu nhân rồi đang tiến hành cấp cứu cho cô ấy tạm thời chưa có nguy hiểm đến tính mạng hiện tại đang đưa đến bệnh viện kiểm tra theo dõi ngoặc kép cô nghe được câu này đột nhiên hoa một tiếng trong lòng chua xót rất ủy khuất khóc tô thủy kỳ cũng đau lòng vươn tay khẽ vuốt ve mặt của cô lau đi nước mắt cho cô cảm ơn trời đất cô ấy sống lại tôi không thể thiếu mạng người đường khả hinh đau khổ lại bật khóc nhớ tới năm đó cha mẹ tuyệt vọng quỳ trên mặt đất sụp đổ khóc giống bộ dáng đáng thương nước mắt từng viên lăn xuống tô thủy kỳ lập tức quay mặt sang nhìn cảnh sát trưởng nói nếu thị trưởng phu nhân đã được cứu sống vậy tạm thời để khả hinh đi ra trước ngoặc kép tạm thời không thể thần trí của thị trưởng phu nhân còn chưa tỉnh, không thể lấy lời khai chứng minh cô ấy trong sạch. Bởi vì thị trưởng phu nhân rơi xuống nước là sự thật. cảnh sát trưởng vẫn giải quyết theo công việc. cái gì? tô thủy kỳ tức giận nhìn cảnh sát trưởng. đường khả hình có chút lo sợ mồi dưới đất, nắm song sắt, trong lòng có chút lạnh lẽo. cô phát hiện quyền sống chết có lúc chưa chắc thuộc về chúa tể. cảnh sát trưởng vẫn nói với tô thủy kỳ chúng tôi sẽ dùng thời gian nhanh nhất giải quyết tình huống của đường tiểu thư mời thị trưởng phu nhân hỗ trợ điều tra, ngài yên tâm. Ngoặc kép, bên trong bệnh viện, thủ tướng nghe nói đã tìm được thị trưởng phu nhân, cũng tự mình đến bệnh viện thăm hỏi, nhất thời cả tất các nơi trong bệnh viện đều được đặc cảnh và bảo vệ canh giữ chặt chẽ. Phòng chăm sóc đặc biệt, thủ tướng tự mình đứng ở trước mặt bác sĩ, nghe báo cáo tình trạng thân thể của Như Mạt, đã kiểm tra mọi mặt, cũng chứng minh thân thể cô không có việc gì, nhưng vì sạc nước có khả năng bị viêm phổi, cho nên tối nay phải ở lại bệnh viện theo dõi. Thủ tướng nghe nói như thế, liền nghiêm nghị bảo viện trưởng nhất định phải chăm sóc tốt cho thị trường phu nhân, bởi vì thị trường tần làm quan phụ mẫu nhiều năm, vẫn tận trung cương vị công tác, thị trường rất lao tâm lao lực, hôm nay phu nhân xảy ra chuyện này. Nhất định phải chăm sóc tốt để cho thị trường yên tâm. Viện trưởng cùng các giáo sư, bác sĩ đứng ở một bên, đáp lời, vâng. Thủ tướng gật đầu, liền cùng Tô Linh và thư ký trưởng đi vào đại sảnh phòng bệnh đặc biệt, quẹo trái, bên trong phòng bệnh là bốn bức tường thủy tinh thanh nhã, nhìn thấy như mặt đã tỉnh lại, đang tựa vào trong ngực chồng, nhìn về phía tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên thăm hỏi, khẽ cười một tiếng. Thủ tướng, chấm ngoặc kép, tần vĩ nghiệp lập tức muốn buông như mặt đứng dậy. Ngồi xuống, ngồi xuống, ở bên cạnh vợ là tốt rồi. Thủ tướng hơi giơ tay, hướng về phía tần vĩ nghiệp nói, vợ như vậy, cậu cũng đừng trông coi lễ hội này, rất may như mặt không có chuyện gì sắc mặt của như mạt tái nhợt nhìn về phía thủ tướng mỉm cười nói thủ tướng làm phiền ngài nhọc lòng thủ tướng cười nói cô không có việc gì chính là an ủi lớn nhất của tôi cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy tần vĩ nghiệp vì sự nghiệp quốc gia mà kích động như thế như mạt nghe vậy hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía chồng tần vĩ nghiệp bất đắc dĩ cười nói thủ tướng tưởng thiên lỗi đứng ở một bên im lặng không lên tiếng hơi nhắc mí mắt nhìn về phía như mạt đang ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn chồng ngay sau đó anh nắm chặt quả đấm không lên tiếng được rồi tôi ở lại nơi này không tiện đã gặp như mạt rồi tôi cũng không quấy rầy nữa nghỉ ngơi thật tốt thủ tướng nhìn về phía như mạt nói tô linh cũng mỉm cười nhận lấy một bó hoa bách hợp do trợ lý đưa tới đưa đến trước mặt của như mạt nhìn cô mỉm cười nói như mạt thật may cô đã tỉnh lại chúc cô thân thể sớm ngày bình phục như mặt nhận lấy bó hoa này, nhìn Tô Linh, dịu dàng cười nói cảm ơn cô. Mọi người trò chuyện với như mặt đi, chúng tôi đi trước. Chấm ngoặc kép, Thủ tướng nói xong, liền muốn xoay người đi khỏi, cũng đã thấy cảnh sát trưởng mặc cảnh phục dẫn theo cấp dưới, mỉm cười đi tới, chào quân lễ với Thủ tướng. Các người, chấm ngoặc kép, Thủ tướng nhìn cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng lập tức cung kính nói với Thủ tướng, Thủ tướng. Tôi tới để điều tra vụ án thị trưởng phu nhân rơi xuống nước, bởi vì đường khả Hinh bị nghi ngờ mưu hại thị trưởng phu nhân rơi xuống nước, vẫn bị giam giữ ở trong trại tạm giam. Tưởng thiên lỗi nghe nói như thế, hơi nghiêng mặt. Trang hạo nhiên nghe vậy cũng khẩn trương nhìn về phía như mặt, vô cùng trịnh trọng hỏi cô như mặt. Cô nói cho tôi biết, tối nay tại sao cô rơi xuống biển? Có phải có liên quan đến nhân viên phòng ăn ngựa tôn chúng tôi là đường khả Hinh hay không? Chuyện này quan hệ rất lớn, ngoặc kép. Cảnh sát trưởng cũng mỉm cười tiến lên, nói với Như Mạt đúng vậy. Thị trưởng phu nhân, xin hỏi xuất phát từ tình huống nào cô bị rơi vào trong biển. Có phải người bị nghi ngờ là đường khả hình cố ý tạo ra tình thế hoặc làm ra động tác tay chân đẩy mạnh cô rơi vào trong biển hay không? Ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cũng căng thẳng nhìn Như Mạt. Như Mạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cảnh sát trưởng, căng thẳng lắc đầu một cái nói, không có. Lúc ấy chúng tôi trò chuyện rôm giả, nhưng bởi vì trái tim của tôi có chút không thoải mái, nên ngã vào người cô ấy, Cô ấy đỡ tôi không được, thiếu chút nữa bởi vì tôi mà trượt chân rơi vào trong biển. Tôi túm được cô ấy, nắm chặt tay của cô ấy, bảo cô ấy nhanh chóng nắm chặt lan can trước mặt, trèo lên. Lúc ấy cô ấy dùng sức kéo chặt lan can thì chân tôi đạp phải cái ly thủy tinh trên mặt sàn, tự mình ngã xuống. Chuyện này không có quan hệ chút nào với cô ấy, ông mau thả cô ấy đi, cô ấy là một cô gái rất hiền lành, đừng làm cô ấy sợ. Ngoặc kép, Trang hạo nhiên thở dốc một hơi, mỉm cười nhìn như mặt nói thật. Không có chút quan hệ nào, ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt chấp động. Như mặt mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, có chút quan hệ, nói cho cùng, là tôi liên lụy, tôi có lỗi với cô ấy. Mau thả cô ấy đi, có thời gian, tôi nhất định tự mình tới nhà nói xin lỗi. Ngoặc kép, cảnh sát trưởng nghe xong, cũng yên lòng mỉm cười nói cảm ơn thị trưởng phu nhân đã cho lời khai, cô gái nhỏ kia trong sạch, khó được cậu chủ tô bởi vì chuyện này, căng thẳng cả buổi tối. Ngoặc kép, Thủ tướng Trùng Tô Linh nhìn về phía cảnh sát trưởng nói, Ricky đang ở đó. Ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía cảnh sát trưởng. Vâng, cảnh sát trưởng lập tức nói, cậu chủ tô vẫn rất lo lắng cho vị đường tiểu thư kia, luôn ở cùng với cô ấy. Thật ra vị tiểu thư kia cũng rất hoảng sợ, lúc đầu lo lắng cho thị trưởng phu nhân gặp chuyện không may, khóc rất đau lòng, cuối cùng khóc cũng không ra tiếng nên nằm ở trên sàn nhà ngủ, cũng làm khó cho cô ấy. Cho nên tôi muốn sớm làm rõ sự thật, không thể oan uổng người tốt, bắt người có tội ra trước công lý. Ngoặc kép, Thủ tướng nghe xong liền gật đầu nói, nếu đã tra sự thật thì thả đứa bé kia đi, đừng làm cô ấy sợ. Ngoặc kép, cảnh sát trưởng lập tức gật đầu nói, vâng, ngoặc kép. Tô Linh suy nghĩ một chút, liền quay đầu nhìn về phía cảnh sát trưởng mỉm cười nói, nếu như chuyện này đã qua, để cho Ricky mau rời khỏi cục cảnh sát, dù sao thân phận đặc biệt của cậu ấy không nên ở nơi đó quá lâu. Ngoặc kép, vâng, cảnh sát trưởng lại gật đầu cũng lui ra ngoài. Thủ tướng và cháu gái cũng mỉm cười đi khỏi, Tần Vĩ Nghiệp lập tức đứng lên cùng với thủ tướng đi ra ngoài, bởi vì anh đi theo thủ tướng nhiều năm, cũng biết có chuyện quan trọng căn dặn, liền rất dịu dàng nói với vợ, em nghỉ ngơi một lúc, trò chuyện cùng thiên lỗi và hạo nhiên, anh đi ra ngoài tiến chân thủ tướng, lập tức trở về ngoặc kép như mạt nhìn chồng mỉm cười gật đầu dịu dàng nói em biết rồi anh đi đi ngoặc kép tần vĩ nghiệp mỉm cười liền nhìn tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên một cái mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh trong phút chốc cả phòng bệnh còn lại ba người hạo nhiên im lặng không lên tiếng đôi tay khẽ cắm vào túi quần hơi nghiêng mặt cúi đầu tưởng thiên lỗi hơi nhắc mí mắt nhìn về phía như mạt hai mắt như mạt cũng dưng dưng nhìn anh Tưởng thiên lỗi im lặng bước lên trước, đi tới bên giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, ánh mắt anh lộ ra đau lòng, ngón tay hơi run rẩy, từ từ đưa ngón trỏ, nhẹ chạm vào sống mũi cô. Như mặt mỉm cười cúi đầu. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô nói, tại sao phải làm như vậy? Ngoặc kép, trang hạo nhiên hơi nghiêng mặt cũng nhìn về phía như mặt. Vẻ mặt của như mặt ửng đỏ, hai mắt di động, có chút không biết xấu hổ nói, em, em, em ghen, ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, bất đắc dĩ cười một tiếng, hai mắt lại lộ ra tình cảm nồng đậm cưng chiều, dịu dàng nói cho nên em đi tìm người nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, như mạt không dám lên tiếng, khẽ cắn môi dưới. Ngoặc kép, tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Audio điện tử võ tấn bền mươi 156 tin tưởng Trang hạo nhiên thở dốc một hơi, cũng bật cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, không bằng thẳng thắn một chút. Nói cho cô ấy biết, tối nay các người có hôn không? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên giường bệnh, hai mắt mãnh liệt chớp lóe, nhớ tới nụ hôn mãnh liệt với Khả Hinh trong ngọn lửa cháy hừng hực, khuôn mặt hơi lạnh lùng, sâu kín nói, không có. Như Mạt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt lộ ra một chút mềm mại nói, có thật không? Ừ, Tưởng Thiên Lỗi nhìn Như Mạt, gật đầu lên tiếng trả lời như mặt hài lòng cúi đầu mỉm cười. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn như mặt, lại nhẹ nhàng duỗi ngón tay sờ khuôn mặt lạnh lẽo, chân thực, thâm tình chậm rãi nói, đứa ngốc, sau này không nên như vậy. Như mặt mỉm cười không lên tiếng. Trang hạo nhiên không để ý đến bọn họ, chỉ nhắc cổ tay nhìn thời gian, nói, được rồi. Lúc này không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Như mặt ngẩng đầu lên, có chút không muốn nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng mỉm cười, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của như mặt, bóp ngón tay áp út, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, có chút đau lòng nói, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai anh tới thăm em, nếu có cái gì không thoải mái, đừng chịu đựng, không cần lo y tá có ngủ không được. Như mặt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, mềm nhún gật đầu nói, vâng. Tưởng thiên lỗi lại nhìn như mặt một cái, mới xoay người đi ra ngoài trước khi tần vĩ nghiệp trở về, trang hạo nhiên đứng ở bên giường bệnh, cũng nhìn như mặt một cái, trách cứ nói, bướng bỉnh. Như mặt không biết xấu hổ cười một tiếng. Trang hạo nhiên không có cách nào thẳng bước đi ra ngoài, nhìn tưởng thiên lỗi đi nhanh ra hành lang, bước chân nặng nề, anh cũng lạnh lùng đi theo sát, chậm rãi nói thu lại vẻ mặt của anh đi. Tưởng thiên lỗi chợt quay đầu, hung hăng nhìn anh. Tối nay Trang Hạo Nhiên hết sức mệt mỏi, không muốn nói chuyện, liền lướt qua bên cạnh tưởng thiên lỗi, xảy bước đi khỏi. Tưởng thiên lỗi nhìn theo bóng lưng của anh, cũng im lặng không lên tiếng, đi ra bệnh viện, thấy Đông Anh đứng ở trước xe của mình, khom người chào mình, anh im lặng không lên tiếng, từng bước từng bước đi xuống bậc thang, lắc mình ngồi vào bên trong xe, Đông Anh đóng cửa xe, mình cũng ngồi vào xe, căn dặn tài xế lái xe, mới chậm rãi nói tối nay xảy ra chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển, thật sự không khống chế được truyền thông đăng tin tức thật, tôi đã mời bộ phận quan hệ xã hội xử lý nguy cơ. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng hỏi tiếp, tình hình bên hội đua ngựa thế nào? Chủ tịch hội đua ngựa hỏi thăm tình huống lần này, chắc chắn rất không vui, trách chúng ta giám sát không tốt mới để cho xảy ra chuyện này. Ngày mai người phát ngôn của tập đoàn sẽ mở cuộc họp chiêu đãi ký giả, công bố chuyện này và sẽ có báo cáo. Đến lúc đó, cũng sẽ mời như mặt tiểu thư và cảnh sát trưởng giải thích chuyện này một chút, chỉ là cổ đông nhằm vào việc khách sạn liên tiếp xảy ra chuyện, biểu hiện có chút bất mãn. Chấm ngoặc kép, Đông Anh liên tục báo cáo tình hình. Hai mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt chớp lóe, nói tiếp thông báo đài truyền hình, tăng thời gian phát hình quảng cáo câu lạc bộ Jockey và khách sạn, mời truyền thông đến hiện trường khách sạn, đến lúc đó tôi sẽ đích thân mời chủ tịch hội đua ngựa ăn cơm trưa. Căn dặn Hoắc Minh đến bộ phận dịch vụ phòng mở một, phòng tổng thống, cạnh biển, mời chủ tịch hội đua ngựa vào ở, phái đầu bếp cấp 1 và quản lý cao cấp tự mình phục vụ, nhất định phải thể hiện sự chân thành nhất của khách sạn chúng ta. Vâng, Đông Anh lập tức lên tiếng trả lời. Tưởng thiên lỗi im lặng một lúc, nhìn xe chạy ra phía trước, ánh đèn chiếu dọi con đường u tối ở trước mặt chậm rãi hỏi đường khả hình thế nào đông anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế xoay người nhìn tưởng thiên lỗi một cái dịu dàng nói lúc này tôi có phái trợ lý đến xem cô ấy lúc chưa đi ra khóc thật đáng thương nằm trên mặt đất không nhúc nhích một cô gái nhỏ liên tục gặp chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình thật sự rất uất ức thật may có cậu chủ tô ở bên cạnh nhưng cuộc sống hèn mọn càng không có dũng khí tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác huống chi còn làm bạn, còn lâu mới có được một tình bạn chân thành, có ý nghĩa. Tưởng thiên lỗi hơi quay mặt nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh nhìn về phía tưởng thiên lỗi, đỏ mặt cúi đầu. Tưởng thiên lỗi chậm rãi nói, cô có lời gì muốn nói, cứ nói đi. Đông Anh suy nghĩ trong chốc lát, có mấy lời nuốt ở trong cổ, thật sự không nói không vui, liền bạo gan mở miệng nói, tổng giám đốc, tôi biết rõ anh yêu như mặt tiểu thư, nhưng tôi muốn nói. Tối nay anh đối xử với khả hình như vậy, thật sự có chút quá mức, tâm anh trong sáng như gương, thật ra dựa vào đạo lý trí sẽ biết một cô gái hiền lành như khả hình tuyệt đối không biết làm tổn thương người khác. Huống chi, bởi vì má trái của cô ấy không trọn vẹn, căn bản cũng không có khả năng nhận được gì. Một người đối mặt với cuộc sống tuyệt vọng như vậy, tại sao không thể có chút lòng thương xót? Lúc ấy tôi đứng ở sau lưng anh, nhìn cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía anh khàn giọng kêu khóc, hỏi anh tại sao không tin cô ấy thì trong lòng tôi đột nhiên có chút chua sót bởi vì cô ấy tin tưởng anh cho nên mới cầu xn anh hiểu cô ấy tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng hơi quay đầu nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ nhớ tới khả Hinh đứng ở mép thuyền nói tôi muốn ở lại một khách sạn lớn mạnh cũng không thể quá ích kỷ bao gồm cả tôi bao gồm cả anh huống chi là anh chủ trì một tập đoàn lớn như vậy nhất định sẽ rất mệt mỏi tôi thật lòng nể phục anh mới nghe lời của anh. Anh thở dốc một hơi, nhớ tới chuyện xảy ra tối nay, đường khả hình ngồi ở dưới đất, uất ức đáng thương, khóc nói với mình tại sao anh không tin tôi. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng hỏi, bây giờ cô ấy ở đâu? Đông anh nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nhẹ nhàng nói cô ấy đã được cậu chủ tô đón đi, có thể đã về nhà, nhưng tối nay bị kinh sợ lón như vậy, đoán chừng tâm trạng rất khó khôi phục. Anh, muốn đi thăm cô ấy không? Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, ngưng mặt suy nghĩ một chút cũng không lên tiếng. Đông Anh nhìn vẻ mặt và thái độ của Tưởng Thiên Lỗi, liền quay đầu nhìn về phía tài xế nói, lập tức quay xe đến nhà đường Khả Hinh. Vâng, tài xế lập tức chuyển tay lái, quay xe chạy về phía một con đường khác. Chiếc xe Rolls Royce màu đen ở trong màn đêm chạy tới phía trước, trong sương mù dày đặc làm cho người ta cảm giác mùa thu. Chiếc Land Rover màu đen dừng ở dưới căn lầu nhỏ. Tô Thủy Kỳ lập tức đẩy xe ra đi xuống xe, sau đó đi về phía chỗ ngồi sau xe, mở cửa xe, nhìn Nhã Tuệ ôm Khả Hinh đã ngủ thật say, có chút mệt mỏi nhìn mình, anh mỉm cười một cái, nói: "Để cho tôi." Anh nói xong liền nghiêng người tới trước, đưa hai tay ôm lên đường Khả Hinh vẫn ngủ thật say, đi ra xe, sau đó đi tới căn lầu nhỏ, Nhã Tuệ cũng vội vàng xuống xe, đi theo sau lưng Tô Thủy Kỳ, vội vàng mở mật mã cửa, Tô Thủy Kỳ vừa ôm Khả Hinh ngủ say đi tới phía trước, vừa cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đã mệt, chìm vào giấc ngủ, ôm cô vào trong phòng khách. Bên này, nhã tuệ vừa đóng cửa, vừa vội vàng dẫn Tô Thủy Kỳ đi vào gian phòng nhỏ của các cô, sau đó nhanh chóng vén lên chăn nhỏ màu hồng của Khả Hinh. Chấm. Tô Thủy Kỳ cẩn thận đặt Khả Hinh lên giường, nhìn bộ dáng cô ngủ say, anh im lặng ngồi ở bên giường, vươn tay kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Lai nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khóc mệt dính vào trên gối đầu màu hóng, Vệt nước mắt rất rõ ràng, anh đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lại vén nhẹ sợi tóc trên trán cô. Nhã tuệ đứng ở một bên, nhìn bộ dáng quan tâm lo lắng của Tô Thủy Kỳ, cô hơi cười, đang trong lúc này nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cô ngạc nhiên quay đầu lại, cũng đã nghe được tiếng của Đông Anh, Lưu Nhã tuệ. Khả Hinh có ở nhà không? Tổng giám đốc tới thăm Khả Hinh, chương 157, quá bình thường. Tô Thủy Kỳ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức lạnh lẽo liền muốn đứng lên nhã tuệ lại vươn tay ngăn ở trước mặt của tô thủy kỳ sắc mặt cứng rắn hai mắt lộ ra kiên quyết nói anh đừng đi tôi không hy vọng xảy ra xung đột nào để tôi đi tô thủy kỳ rất ngạc nhiên nhìn về phía nhã tuệ nhã tuệ chậm rãi quay đầu nhìn về phía khả hình nằm ở trong chăn hai mắt nhắm chặt hơi thở mong manh trải qua một biến cố như vậy đã cực độ mệt mỏi hai mắt của cô đỏ bừng im lặng không lên tiếng đi ra khỏi phòng sắc mặt bình tĩnh, đi tới trước cửa phòng khách, lạnh lùng mở cửa, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của tưởng thiên lỗi ngăn ở cạnh cửa, sắc bình tĩnh nhìn mình, Đông Anh đứng ở bên cạnh, quan tâm nói quản lý lưu, tổng giám đốc đến thăm khả hình. Cô ấy có khỏe không? Tối nay sắc nhã tuệ rất lạnh lùng, không chút nào coi trọng quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói khả hình không có ở nhà. Hai mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe, ngẩng đầu lên nhìn về phía nhã tuệ nói, không có ở nhà. Đúng vậy, không có ở nhà, nhã tuệ nhìn về phía tưởng thiên lỗi, sắc mặt nguội lạnh nói. Lưu nhã tuệ, tưởng thiên lỗi chậm rãi gọi cô. Trong lòng của Lưu nhã tuệ không khỏi chua sót, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nghẹn ngào nói cô ấy thật không có ở nhà, không biết cô ấy đi đâu, có lẽ đã chết rồi. Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn cô ngăn ở cửa, nói lời hờn dỗi. Đông Anh căng thẳng, lập tức nói với Nhã Tuệ, quản lý Lưu, cô nói cái gì? Tổng giám đốc lo lắng cho Khả Hinh mới tới đây. Nhã Tuệ cười một tiếng, hai mắt nổi lên hơi nước, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nói, lo lắng. Nếu anh lo lắng, vậy tại sao hôm nay lúc ở trên thuyền anh ác tâm như vậy? Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Nhã Tuệ, im lặng không lên tiếng. Nhã Tuệ thở mạnh một hơi, lau nước mắt, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nghẹn ngào nói, tổng giám đốc tưởng 19 tuổi tôi tốt nghiệp đại học xong đã vào khách sạn Á Châu, nhận được câu nói đầu tiên là khách hàng là thượng đế. Câu nói thứ hai là khách sạn Á Châu là nhà của chúng ta. Nhưng tôi đã vào rất lâu, trải qua cạnh tranh gay gắt và kiểm tra liên tiếp, dần dần mới có tình cảm với nơi này, dần dần ở nơi này tìm được bạn bè. Đến nay vẫn không biết còn có bao nhiêu người có thể vì một vị trí trong khách sạn này mà tranh giành đến bể đầu chảy máu. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn Nhã Tuệ. Nhưng "Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ đột nhiên bật khóc, nói với Tưởng Thiên Lỗi, khả hình mới vào mấy ngày cũng đã vì đồng nghiệp gánh chịu một chút lỗi lầm, bởi vì một câu nói của anh, cô ấy phải buông tay người bạn tri kỷ rất quý trọng trong đời. Anh biết tại sao không? Bởi vì cô yêu khách sạn này. Cô ấy nói với tôi, một cành hoa, một cọng cỏ nơi này, thậm chí một cái đĩa sáng bóng, một cái ly trong suốt, đều có tình cảm thật sâu, anh là tổng giám đốc khách sạn, anh nên hiểu những lời này so với bất cứ ai chứ?" cô ấy nói đã nhìn thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ làm bạn cùng hoa cỏ mỗi buổi sáng chuyên cần lau đĩa cùng đồng nghiệp buổi tối dụng tâm thu dọn ly tách với đồng nghiệp thế giới của cô ấy thật nhỏ tuy nhiên thật nhiều thứ có ý nghĩa cô ấy đã mệt mỏi quá rồi tại sao anh có thể đối với một cô gái cố gắng sống tốt nói cô ấy chết không có gì đáng tiếc tưởng thiên lỗi nắm chặt quả đấm hai mắt mãnh liệt chấp lóe tô thủy kỳ ngồi ở bên giường nghe những lời này chậm rãi cúi đầu nhìn Khả Hinh nằm ở trên giường ngủ thật say, hai mắt nhắm chặt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt một góc chăn, ngủ cảm giác thiếu hụt an toàn, trong lòng của anh đau nhói, chậm rãi vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô. Đông Anh nghe xong, hai mắt ửng hồng, cúi đầu không lên tiếng. Nhã Tuệ càng nói trong lòng càng khổ sở, cô không nhịn được rơi lệ nói, cô ấy đã từng là thiên kim tiểu thư, cô ấy cũng đã từng được người giúp việc chăm sóc bảo vệ, nhưng chỉ mới mấy tuổi, cô ấy đã mất đi cha mẹ anh trai cũng không để ý đến cô ấy cô còn nhỏ tuổi đã dựa vào cá tính lạc quan của chính mình không dựa vào bất kỳ ai để sống cho đến bây giờ anh biết cô ấy khó khăn đến cỡ nào không tôi làm bạn bè nhìn cô ấy một đường đi tới tôi cũng không chịu nổi cô ấy lại cắn răng chịu đựng cô ấy chưa bao giờ ở trước mặt người lạ than mình khổ bởi vì cô ấy không muốn người khác thương hại càng không muốn anh thương hại cô ấy ở lại khách sạn chỉ vì cô yêu nơi này không có bất cứ lý do nào, càng sẽ không hy vọng viễn vông có được thứ gì. Hôm nay anh sỉ nhục cô ấy, vì một người trong quá khứ mà trả đạp cô ấy. Nếu hôm nay trả đạp cô ấy như vậy, tại sao ban đầu mở ra một cánh cửa? Trực tiếp đuổi cô ấy đi thì sẽ không chịu tội này. Anh biết đổ oan cho cô ấy giết người, đối với một cô gái yếu ớt, chỉ cần một chút ánh mặt trời là một chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào không? Thật ra lúc đó cô ấy vẫn hy vọng được anh giúp đỡ, bởi vì anh là tổng giám đốc khách sạn Á Châu. Cô ấy là nhân viên khách sạn Á Châu, chẳng lẽ anh không nên bảo vệ cô ấy sao? Anh làm như vậy xứng đáng là một tổng giám đốc khách sạn sao? Lưu Nhã Tuệ, Đông anh hơi nghiêm nghị nhìn về phía Nhã Tuệ, có chút căng thẳng nói, cô không thể không tôn trọng tổng giám đốc. Chuyện anh ấy làm để cho tôi tôn trọng sao? Nhã Tuệ tức giận nhìn Tưởng Thiên lỗi lớn tiếng nói, lúc tôi sông lên bong thuyền, trơ mắt nhìn người bạn thân của mình bị cảnh sát còng tay bước đi khi đó tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô ấy anh có biết trong khoảnh khắc đó tất cả dũng khí sống tiếp sự tự tôn tất cả đều bị trà đạp không còn một mảnh cô ấy đã khóc lóc bước đi lắc đầu nói tôi không có giết người tôi không có nếu anh có chút tình người trong khoảnh khắc đó giữ lại một chút lòng tin cho nhân viên đã tận tâm nỗ lực vì khách sạn này có lẽ cô ấy cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy vậy anh đã làm gì tổng giám đốc tưởng anh vì người phụ nữ mình yêu từ bỏ chúng tôi, từ bỏ làm người đứng đầu khách sạn, từ bỏ tận tâm nỗ lực của chúng tôi. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt mãnh liệt chớp lóe. Tối nay Nhã Tuệ đã hoàn toàn sụp đổ. Cô tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, tất cả mọi chuyện anh làm với cô ấy hôm nay cũng vì cô ấy là nhân viên khách sạn Á Châu, bao gồm không cho phép cô ấy lui tới với người bạn tri kỷ, cũng vì cô ấy là nhân viên khách sạn Á Châu. Cho nên bắt đầu hôm nay cô ấy không phải. Tôi cũng không phải, bây giờ tôi thay cô ấy từ chức, tôi sẽ không để cho cô ấy ở lại nơi đó chịu nhục. Sẽ không. Tưởng thiên lỗi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía lưu nhã tuệ. Cảm ơn Á Châu đã bồi dưỡng chúng tôi. Cảm ơn sự vô tình của Tổng Giám Đốc Tưởng đã đánh thức chúng tôi. Thế giới này có rất nhiều đường đi, chúng tôi quyết định thay đổi đường đi. Cho dù trên đường ăn xin cũng tuyệt đối không đến cửa chính khách sạn Á Châu. Tuyệt đối không để anh sỉ nhục, hôm nay mời anh đi về, chỗ ở nhỏ của chúng tôi không chứa nổi người có thân phận tôn quý như anh." Nhã Tuệ nói xong, khẽ cặn chặt răng, chợt đóng sầm cửa phòng, ầm. Đông Anh khiếp sợ đứng ở cửa, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, có chút hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đứng ở bên cửa, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, không lên tiếng. "Tổng giám đốc, Đông Anh căng thẳng nói, anh đừng trách Nhã Tuệ." hôm nay cô ấy có chút kích động, đều là vô tâm, anh. Tưởng thiên lỗi hơi giơ tay, vẫn nhìn chặt cánh cửa kia, suy nghĩ một chút lại đưa tay nhẹ nhẹ đè xuống chuông cửa. Nhã tuệ dán người ở cửa phòng, đôi tay che miệng thật chặt, không để mình đau lòng khóc thành tiếng, chỉ khổ sở nức nở, để mặc cho nước mắt lăn xuống. Tưởng thiên lỗi chờ một lúc, lại đưa tay đè xuống chuông cửa. Nhã tuệ mạnh mẽ lau nước mắt, cắn chặt răng không mở cửa. Tô Thủy Kỳ ngồi ở bên giường, nhìn má trái của khả hinh được mái tóc đen nhánh che kín anh chậm rãi vươn tay vén nhẹ mái tóc này nhìn thấy một vết sẹo màu hồng lồi lõm không bằng phẳng giống như không thuộc về khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của khả hinh nhẹ phủ dưới mí mắt xoay người một cái má phải xinh đẹp hoàn hảo so với má trái bị phá hủy tim của anh không khỏi đau nhói dỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo này sâu kín nói rốt cuộc là ai độc ác phá hủy khuôn mặt của em như vậy hay vì chuyện gì mà phá hủy gương mặt của em tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên mấy lần cuối cùng chậm rãi ngừng lại tưởng thiên lỗi hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ đứng ở cửa bên nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt suy nghĩ một chút liền xoay người đi xuống lầu đông anh cũng vội vàng đi theo xuống lầu lối đi cầu thang u ám lúc tưởng thiên lỗi đi xuống cầu thang thì hơi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu có thể chạm đến không lên tiếng vươn tay nhẹ nhàng xoay một cái một luồng sáng màu vàng phát ra nơi cầu thang Ồ, dễ dàng sáng như vậy, tại sao lâu nay nó không sáng?" Đông Anh thật sự tò mò nói. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói, "Đó là bởi vì nó quá bình thường." Đông Anh không nhịn được nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Chương 158, nội dung thỏa thuận. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, nhàn nhạt, nhạt đi ra cửa chính cầu thang, đi tới chiếc Rolls-Royce. Đông Anh cũng ngồi vào xe, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở nói, "Tối hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tử hiền tiểu thư vẫn im lặng, cũng không đi bệnh viện thăm như mà tiểu thư, không biết. Có thể, tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, nói về khách sạn. Biển rộng minh mông, sôi trào mãnh liệt. Phòng Tổng thống, trong không gian u ám, tràn vào từng luồng gió biển, thậm chí quét qua tiếng gió. Cửa hơi mở ra, trụ đèn chiếu vào. Tưởng thiên lỗi đứng ở cạnh cửa phòng tổng giám đốc, nghi ngờ nhìn bóng tối, anh biết cô luôn không thích bóng tối, mặc kệ đi đâu, cô đều mở sáng rực, anh một mình đi vào phòng khách, nhẹ cởi xuống cúc áo âu phục, gọi nhỏ tử hiền. Một tờ giấy thỏa thuận từ trên cầu thang xoắn ốc, nhẹ nhàng rơi xuống, rơi tới bên chân của tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cúi đầu, xuyên qua ánh sáng màu xanh lam trong phòng khách, ngưng mắt nhìn tờ giấy thỏa thuận này, im lặng không lên tiếng. Tử hiền mặc váy dây màu xanh dương thanh nhã, mái tóc xoăn hấp dẫn, móng tay sơn màu xanh sáng bóng, nhẹ đỡ tay vịn cầu thang xoắn ốc, từng bước từng bước đi xuống. Bàn tay nhẹ nhàng trượt lên thanh sắt bóng loáng, giống như vuốt ve bả vai cường tráng của người đàn ông. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng váy kéo lê, liền ngẩng đầu lên nhìn Tử Hiền im lặng đi xuống, tao nhã xinh đẹp đứng ở trước mặt của mình, trên mặt lộ ra nụ cười, hai mắt lại hơi lạnh lùng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt cô. Xuyên qua ánh sáng màu xanh nhạt, Tử Hiền nhìn khuôn mặt kiên nghị của Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt thâm thúy ẩn chứa chuyện xưa, sống mũi cao thẳng. Thật sự rất hấp dẫn, lúc cười, khóe miệng khẽ cong, vô cùng hấp dẫn, cô lưu luyến nhìn mặt của anh, nhìn thật lâu thật lâu, rốt cuộc Tao Nhã đưa ra ngón tay ngọc thon dài tới trước người của anh, cúi đầu khẽ mở cúc áo âu phục cho anh, cởi ra cúc thứ nhất. Tưởng Thiên lối cúi đầu, nhìn ngón thon dài của cô đã cởi đến cúc áo thứ hai, anh lại ngẩng đầu nhìn cô. Tử Hiền im lặng không lên tiếng, cởi đến cúc áo cuối cùng, sau đó rất Tao Nhã thâm tình cởi ra âu phục cho anh. Nhìn vóc dáng anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen thật đẹp trai và hiền hòa, ném Âu phục sang một bên. Tưởng Thiên Lỗi khẽ nhíu mày nhìn cô. Tử Hiền khẽ cười, đưa hai tay ra, nhẹ ôm cổ của anh, dán gần thân thể của anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh, quyến rũ nói, "Nhảy với em một bản." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, hai mắt quyến rũ động lòng người, lộ ra một chút đỏ thắm, anh im lặng không lên tiếng đưa hai tay ra, nhẹ kéo hông của cô, theo tiếng sóng biển ngoài cửa sổ nhẹ bước lên phía trước, tử hiền mềm mại lui về phía sau một bước, hết sức hết sức lưu luyến và trầm mê nhìn anh. Tưởng thiên lối có chút nghi ngờ nhìn cô, nhẹ bước lên trước một bước nhỏ. Hai người cứ theo nhịp điệu lãng mạn của tiếng sóng biển mà khiêu vũ. Em làm sao vậy? Rốt cuộc tưởng thiên lỗi nhìn cô, không hiểu hỏi. Tử hiền sâu kín nhìn anh, lặng lẽ thật lâu, nhẹ nhàng nói, anh còn nhớ rõ 5 năm, năm trước, lúc chúng ta mới vừa gặp nhau ở Pháp không? tưởng thiên lỗi hơi rũ mắt suy nghĩ một chút liền im lặng gật đầu tử hiền hơi lộ ra dịu dàng có chút không tin nhìn anh cười nói thật nhớ sao tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn tử hiền tử hiền mỉm cười đột nhiên đưa mặt gần sát bả vai tưởng thiên lỗi nhắm mắt lại nhớ lại nhiều năm trước có một đêm mưa trong quán rượu tại anh quốc vang lên khúc nhạc pretty boy mình mặc váy cúp ngực màu đen áo khoác lông màu trắng trên ngón tay đang kẹp một điếu xì gà nhỏ cùng với người bạn thân Anh Quốc tham gia xong buổi lễ tốt nghiệp, rồi đi đến quán ba tham gia party, vừa đi vào quán ba đã nhìn thấy một đám cô bạn Pháp đang ngồi ở một góc bàn nhìn về phía trước, hai mắt lấp lánh, thì thầm to nhỏ. sói đói, tử hiền khinh bị nhìn họ một cái, sau đó giao lông thú cho nhân viên phục vụ, cầm điếu thuốc, phong tình đi tới, dùng tiếng Pháp lịch sự hỏi, Quy es que tu tiêu phê. Các người đang làm gì? Unbell home, phía trước có chai đẹp, trả lời là người bạn gái pháp thân nhất của mình sống ở lâu đài lãng mạn, duyệt vô số đàn ông, thường chơi trò thoát y ở party, biết nói tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung. Thật sao, Tử Hiền ngồi xuống trung bàn, dùng tiếng Trung hỏi người bạn thân ngồi ở bên cạnh, nhìn theo hướng những cô gái kia, hít nhẹ một hơi khói, quyến rũ phun ra bên ngoài, nghiêng mặt nhìn về phía trước. Thấy ở một góc bàn có mấy người đàn ông pháp lịch sự tao nhã cùng với ba người đàn ông phương đông, một người đàn ông trong đó, có ánh mắt thâm thúy u buồn, Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tuyệt đẹp giống như điêu khắc, môi mỏng mím chặt lộ ra chút lạnh lùng, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, Tao Nhã ngồi ở cạnh ghế salon đỏ. Tay nâng một ly whisky màu hổ phách, cổ áo mở ra hai cúc, áo sơ mi bỏ vào quần bị kéo ra một góc nhỏ, cảm thấy lồng ngực rắn chắc của người đàn ông này lộ ra áp bức lao thẳng tới. Cho dù bên cạnh có bao nhiêu thân sĩ pháp Tao Nhã, đẹp trai cũng không thể che giấu khí thế mạnh mẽ của anh. Ánh mắt của Tử Hiền sáng lên, Xung quang, bạn học nữ người Pháp sôi nổi bàn tán về người đàn ông phương Đông, thật sự là quá xuất sắc, quá mê người, thậm chí bọn họ đều ảo tưởng lên giường với anh. Người bạn thân hách lệ lại gần Tử Hiền, dùng tiêu tiếng trung chuẩn nói, anh ấy là người Trung Quốc, hay người Nhật Bản, hay người Hàn Quốc. Tử Hiền im lặng không lên tiếng, nhìn người đàn ông trước mặt, không chút nào chú ý đến đề tài của bạn mà đặt ly rượu ở trước bàn đen, khẽ xoay cái ly, quan sát viên đá trong ly, Bóc dáng này quá mê người rồi, cô không khỏi mỉm cười, hai mắt phát ra ý khiêu chiến, nói hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Cô bạn gái người Pháp ở bên cạnh thoáng bình tĩnh nhìn từ hiền, cô là một cô gái nổi tiếng phách lối, ngang ngược nhưng hết sức hấp dẫn tổng trường học, đã từng có một đoạn tình yêu với thầy giáo, làm toàn trường khiếp sợ, sau đó không biết bởi vì chuyện gì mà chia tay. Ông thấy giáo kia đi du lịch đến nay không muốn trở về, cô là cô gái mà đàn ông toàn trường đều muốn theo đuổi nhưng tầm mắt của cô cực cao ngoại trừ đoạn tình yêu với thầy giáo, cô gần như đều đi lại một mình. Cô muốn hỏi sao, nếu tối nay cô bắt lấy được anh ấy, tôi cá là một túi sách Sanen." Người bạn thân mỉm cười nói. Sắc mặt của Tử Hiền tự tin mỉm cười một tiếng, lập tức nâng ly, "Red Lady, tao nhã đứng lên, đi về phía nam sinh đang sôi nổi thảo luận ở đầu kia quán bar, đi thẳng tới trước mặt đàn ông Phương Đông, không nhìn người khác gọi nhỏ, hi." Không khí ngừng lại, tất cả đang ngồi nam sĩ đều ngừng lại kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của tử hiền la hai trung quốc coi điêu, hàn quốc lơ gia Pong, nhật bản tử hiền chậm rãi mở miệng liếc mắt nhìn đàn ông trước mặt quyến rũ hỏi nam sĩ đang ngồi đều hết sức hứng thú nhìn về phía anh suốt cuộc anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nhậm tử hiền mở miệng người trung quốc hắc tử hiền vui vẻ nói tôi biết ngay anh cùng nước với tôi anh nhìn cô vẫn không lên tiếng. Tử Hiền đang cầm Red Lady, nhìn về phía tất cả nam sĩ bên cạnh anh nháy mắt ra hiệu. Tất cả các thân sĩ nhìn thấy đều hết sức nhiệt tình đứng lên, mỉm cười đi tới trước bàn của các cô gái phát sinh đi ở sau lưng. Tử Hiền nhân cơ hội ngồi ở đối diện với của anh, nhìn người đàn ông này vẫn nhìn ly rượu màu hổ phách, hai mắt thoáng qua chút thâm trầm, cô mỉm cười nói chơi một trò chơi, như thế nào? Anh lạnh lùng hỏi, trò chơi gì? Tử Hiền bưng qua một cái đĩa thủy tinh, đem whisky, rượu giỏ, rượu trắng ở trên bàn, tất cả đều rót vào trong đĩa thủy tinh, sau đó đặt một cái ly không ở trước mặt của tưởng thiên lỗi, nói nếu anh có thể úp ngược cái ly đặt vào trong đĩa rượu, sau đó làm cho nó đầy nước, tôi sẽ nhảy với anh một bản, hôn anh một cái, làm người phụ nữ của anh. Cuối cùng anh chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ, ánh mắt hấp dẫn lộ ra mê người nhìn về phía cô, trái tim tử hiền đập thình thịch nhưng vẫn hơi mỉm cười nhìn anh anh lạnh lùng cầm cái ly không lật ngược nó lại chụp xuống chiếc đèn thủy tinh trước bàn ngưng lại một lúc để cho hơi nóng tăng lên trong ly tử hiền ngưng mặt nhìn về phía cái ly úp trên chiếc đèn thủy tinh nhỏ hít nhẹ một hơi thuốc hơi mỉm cười nhìn anh anh nhàn nhạt lộn ngược cái ly đặt ở trong khai rượu dừng một lúc rượu từ từ dâng lên trong ly cho đến khi đầy ly anh ngẩng đầu lên nhìn cô tử hiền không nhịn được nở nụ cười rất mập mờ nhìn về phía anh nhưng anh lại nhàn nhạt, nhạt cúi đầu uống một hớp whisky. Anh không có hứng thú với tôi sao, Tử Hiền nhìn anh rất có hứng thú, trực tiếp hỏi. Không có hứng thú, vậy tại sao chơi trò chơi này? Muốn cô đi khỏi, nhưng anh đã bắt đầu chơi trò này. Tử Hiền lại nhìn về phía anh, hai tròng mắt lộ ra ngọn lửa đam mê rất kiên quyết. Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn cô, chương 159, cởi phân nửa. Tử Hiên mỉm cười nhìn về phía anh nói, cho nên anh không muốn chơi cũng không được. Bây giờ anh có thể chưa bắt đầu, tương lai anh sẽ bắt đầu, tôi chờ anh. Lập thỏa thuận làm chứng. Cô đột nhiên từ trong túi sách màu đen của mình, lấy ra một cây bút lông ngống, gõ ngón tay, gọi nhân viên phục vụ, lấy ra hai tờ giấy trắng. Cô ở trước mặt anh, viết hai tờ thỏa thuận, một tờ cho anh, một tờ cho mình. Cô vừa viết tờ giấy thỏa thuận, nở nụ cười sáng lấp lánh, vừa nhìn người đàn ông đối diện, nói cầm tờ thỏa thuận này tương lai mặc kệ lúc nào anh tới tìm tôi tôi cũng sẽ đi theo anh cho dù bên cạnh anh có người con gái mà anh yêu tôi cũng sẽ theo đến cùng tuyệt đối không đổi ý anh vẫn nhàn nhạt nhìn cô cô mỉm cười bỏ tờ thỏa thuận vào túi sách của mình cầm tờ thỏa thuận của anh bỏ vào trong cổ áo áo sơ mi của anh nói là một thân sĩ trung quốc hãy cùng một cô gái trung quốc tôi đây đi ra khỏi quán bar này cho tôi một chút mặt mũi bởi vì tôi và bạn bè đánh cuộc một túi sách sanen không sản xuất nữa tôi muốn đã lâu rồi anh yên lặng nhìn cô thật lâu nhưng vẫn còn lạnh lùng đứng dậy tử hiền cười đắc ý đứng lên đi tới trước mặt của anh đưa tay nhét vào trong khuỷu tay của anh hôn trên mặt anh anh hơi cúi thấp mặt nhìn cô mon điêu chấm ngoặc kép đầu kia các cô gái pháp đều khiếp sợ kêu lên tử hiền không rảnh để ý đến những người đó mà là tựa vào bên cạnh anh đi ra khỏi quán ba, vừa đi vừa rất kiêu ngạo nhìn đồng bạn sau lưng, không ngừng hôn gió. Tử Hiền nhớ tới chuyện nhiều năm trước, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ôm chặt cổ của tưởng thiên lỗi, mặt dính vào bờ vai của anh, có chút nước mắt đang run rẩy. Tại sao năm đó muốn viết giấy thỏa thuận, tưởng thiên lỗi chậm rãi hỏi. Bởi vì khi đó em cũng đã biết anh chính là chồng chưa cưới mà cha em chỉ định. Em biết anh sẽ không yêu thích em, em chỉ có thể dùng cách đó giữ anh lại chấm ngoặc kép, tử hiền lại dán vào tưởng thiên lỗi, sâu kín nói. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên một cái, nhẹ đẩy ra thân thể của cô, dừng lại động tác nhìn cô. Tử hiền ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, dịu dàng cười nói thế nào. Điều bí mật này cất giấu trong lòng em đã 5 năm rồi. Tối nay nói cho anh biết, không thể được sao. Tưởng thiên lỗi vẫn chăm chú nhìn cô. Đôi tay của tử hiền ôm cổ của anh, rất lưu luyến nhìn khuôn mặt mê người của anh sâu kín nói, anh không biết trước kia anh rất hấp dẫn, rất đẹp trai. Sơ tay, nhấc chân đều rất tao nhã, mặc dù lúc đó, như mặt vừa kết hôn, trái tim của anh chịu nặng. Ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi lóe lên. Cha em nói với em muốn tìm cho em một người chồng hứa hôn, em đã bán tất cả đồ trang sức, chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới, dựa vào năng lực của mình mà kiếm sống, cũng sẽ không chấp nhận sắp xếp như thế. Tử Hiền bước nhẹ đôi chân, cùng anh nhẹ nhàng khiêu vũ, sâu kín nói tiếp, nhưng trong khoảnh khắc em nhìn thấy anh, trái tim của em đập mạnh, cho đến khi lại gặp anh ở trong quán bar, em đã biết, cuộc đời của em đã bị vây hãm vào trong thế giới của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nắm eo nhỏ của cô, nhìn người vợ chưa cưới phách lối, kiêu ngạo chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ tâm sự, tối nay lại xúc động như thế, anh vẫn trầm mặc, càng suy tư nhìn đôi mắt quyến rũ động lòng người trong bóng tối. Hai mắt của Tử Hiền lộ ra chút đỏ thắm, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, em có quá hèn mọn không? tưởng thiên lỗi nhìn cô dịu dàng nói đừng nói mình hèn mọn nhưng hôm nay lúc anh mắng khả hình chết không có gì đáng tiếc em cảm giác mình hèn mọn tử hiền nhìn về phía tưởng thiên lỗi thật lòng nói giống như trong thế giới của anh tất cả phụ nữ chúng tôi cũng nên chết đi chỉ có cô ấy xứng đáng còn sống tử hiền tưởng thiên lỗi gọi cô tử hiền đột nhiên mỉm cười cúi xuống mặt tựa vào trước lồng ngực của anh cố nén nổi lòng chua xót nói đều là lỗi của em em không nghĩ tới anh yêu một người, yêu quá sâu sắc, yêu quá cố chấp. Rõ ràng không chạm vào cô ấy, vẫn muốn đến gần cô ấy. Vì cô ấy thay đổi hai trái tim, vì cô ấy dốc hết suy nghĩ, vì cô ấy bỏ ra tất cả tình yêu trong cuộc đời anh, để lại cho em vĩnh viễn chỉ là bóng lưng lạnh lùng. Thậm chí quen biết anh nhiều năm, anh vẫn không hôn em lần nào. Nét mặt tưởng thiên lỗi căng thẳng, ôm khẽ cô, hai mắt sốc sách chợt lóe em nên vui mừng vì tình cảm của anh hay đau lòng vì tình cảm của anh. Tử Hiền đau lòng nói, tối nay em nhìn thấy anh, em thật sự lo lắng cho anh. Giống như một dây kế tiếp, anh sẽ nhảy xuống biển theo cô ấy. Em thật sự không hiểu, một người như anh, tại sao để cho một tình yêu phát triển như vậy? Mỗi tối về, cô ấy nằm ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh làm sao chịu được? Tử Hiền, Tưởng Thiên lỗi lại bất đắc dĩ nhìn cô. Thoáng chốc Tử Hiền có chút tỉnh táo ngẩng đầu nhìn anh. Hỏi giữa các người. Có phải còn có chuyện mà em không biết hay không? Đúng không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, chậm rãi buông tay ra. Tử Hiền lại nhón chân lên, ôm chặt cổ của anh, đau lòng nói, em không hỏi nữa. Vì tối nay anh trở về, em không hỏi nữa, dựa vào quan hệ lâu nay của chúng ta, các người cũng không có cử chỉ quá mức. Em không hỏi nữa. Tưởng Thiên Lỗi ôm khẽ thân thể của cô, có chút bất đắc dĩ cười nói, em tin tưởng anh như vậy sao? Tử Hiền lập tức buông tưởng thiên lỗi, nhìn anh nghẹn ngào nói em tin tưởng anh. Bởi vì anh sẽ không gạt em, mặc dù anh không yêu em, mặc dù anh không thương em, mặc dù anh không đặt em ở trong lòng, nhưng anh chưa bao giờ gạt em, em biết rõ các người không có xảy ra quan hệ. Em tin các người không có xảy ra quan hệ, cho nên em mới yêu thương người chồng chưa cưới của em. Anh nhẫn nại nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc tại sao anh muốn làm như vậy? tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô hai mắt lộ ra chút dịu dàng nhìn cô tất cả mọi người không hiểu anh nhưng em hiểu anh tuyệt vọng và gào khóc hận không thể giết chết kẻ khác cũng hận không thể giết chết chính mình em hiểu chấm than ngoặc kép tử hiền bật khóc em thật sự rất đau lòng rất đau lòng cho anh tại sao anh không yêu em nếu anh yêu em em sẽ quý trọng anh em sẽ không để cho anh mỗi tối một mình cầm rượu đỏ nhìn bầu trời đêm tịnh mịch cô đơn như vậy em cũng sẽ không để cho anh cô đơn em cũng tuyệt đối không yêu bất kỳ người đàn ông nào tuyệt đối sẽ không em thật sự rất hận như mạt rất hận anh tại sao không nhìn thẳng vào em tại sao lúc đó tình nguyện nhảy xuống theo cô ấy cũng không cần em em sẽ là một người vợ rất tốt rất tốt nếu anh không hài lòng chỗ nào với em em sẽ thay đổi em nhất định thay đổi em rất yêu thích anh rất yêu rất yêu tưởng thiên lỗi im lặng ôm tử hiền nghe cô tựa vào trong ngực của mình thất thanh khóc giống, anh chỉ ôm cô, không nói chuyện. Tử Hiền vẫn khổ sở thất thanh khóc giống, em hận tình yêu của các người, hận muốn chết. Người khác không đi vào được, các người không muốn đi ra ngoài. Tình nguyện chết ở bên trong, cũng không muốn ra ngoài. Em chấp nhận anh đã từng là một người đàn ông ăn chơi hàng đêm, cũng không muốn như vậy, chỉ mở trái tim mình với một người phụ nữ. Em phải chờ đến bao lâu? Rốt cuộc em phải chờ đến bao lâu? Tưởng thiên lỗi nghe lời này, đôi tay khẽ xoa bả vai nhỏ nhắn của cô sâu kín nói em biết tại sao anh vẫn không động vào em không em biết rõ tử hiền cắn răng nói anh đang chờ em hối hận chờ em tự mình đi khỏi anh muốn cho em một cơ hội lựa chọn anh vẫn luôn phát ra tin tức này nhưng em không muốn em chết cũng không muốn tưởng thiên lối cúi đầu nhìn tử hiền tử hiền cũng vội ngẩng đầu lên ôm cổ của anh dán vào thân thể của anh vội vàng khóc nói anh biết anh rất đẹp trai không lúc nào anh cũng rất hấp dẫn lúc họp tiếp nhận phỏng vấn bắt tay với người khác thậm chí lúc nói chuyện với một nhân viên bình thường cũng rất đẹp trai cho dù cả trái tim anh đều cho cô ấy nhưng em vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai rất đẹp trai tưởng thiên lỗi có chút đau lòng nhìn tử hiền tử hiền kiên quyết nhìn tưởng thiên lỗi nói bắt đầu từ hôm nay em sẽ không bỏ mặc cho tình yêu của em muốn ra sao thì ra nữa em sẽ là người thứ ba không lui ra khỏi trò chơi này Em là vợ chưa cưới của anh, vợ tương lai. Em muốn vị trí của em, em muốn." Tưởng Thiên Lỗi hơi nặng nề nhìn cô. Tử Hiền lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhìn khuôn mặt của anh rất gần, cô tha thiết nói, "Anh khát vọng hạnh phúc sao? Anh khát vọng yêu sao? Em cũng không tin anh không khát vọng, em cũng không tin anh không cần vui vẻ. Em muốn anh, Tưởng Thiên Lỗi, em muốn anh." Cô nói xong, đột nhiên nhón chân lên, hôn lên môi của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, môi mím chặt nắm hông của cô theo bản năng muốn đẩy cô ra tử hiền chưa từ bỏ ý định cứng rắn hôn lên môi của anh nước mắt từng viên lăn xuống thấm ướt khuôn mặt của cô cũng thấm ướt khuôn mặt của tưởng thiên lỗi anh hơi nhíu mày đôi tay để xuống hông của cô mười ngón tay chậm rãi buộc chặt đột nhiên khẽ đẩy cả người cô ra tử hiền loạng choạng hơi gấp rút mờ mịt thất vọng nhìn anh tưởng thiên lỗi nhìn cô nói ngủ đi hôm nay đã khuya lắm rồi tử hiền tức giận nhìn anh nói em không ngủ cho dù muốn ngủ em cũng muốn ngủ chung với anh em muốn ngủ cùng anh chúng ta là vợ chồng chưa cưới sẽ phải ngủ cùng nhau tưởng thiên lỗi không nói nhìn cô nói có thể ngủ chung nhưng lúc nửa đêm đừng cởi hết mình tử hiền nhịn cười lắc đầu nói sẽ không tưởng thiên lỗi cũng nhìn cô cười khẽ một tiếng em tin tưởng cuối cùng có một ngày anh sẽ hôn môi với em trên giường tử hiền lại kiên quyết mang theo một chút dí dỏm nói tưởng thiên lỗi khe cúi đầu mỉm cười tử hiền dường như cảm thấy anh có chút dịu dàng liền thừa dịp mềm mỏng nói ôm em đi tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái biết hôm nay cô chịu uất ức liền tiến lên một bước bồng cô lên tử hiền vui vẻ vươn tay ôm cổ của anh thừa dịp anh không đề phòng đột nhiên hôn mạnh lên môi anh tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ cúi xuống nhìn cô nếu em quên được tình yêu của anh anh chính là người chồng chưa cưới hoàn hảo nhất của em. Tử Hiền tùy hứng nói hết những lời này, lại nghiêng người tới trước, hôn mạnh trên môi anh. Được rồi, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ cười, ôm ngang Tử Hiền từng bước từng bước đi lên cầu thang xoắn ốc. Tử Hiền vẫn rất mê luyến nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, đột nhiên cúi đầu, mặt chôn vào cổ của anh, lặng lẽ nói, không bằng. Em cởi nửa cái. Không được. Cởi quần áo ngủ, mặc đồ lót ngủ không được ghét tử hiền tức giận tưởng thiên lỗi không để ý tới cô chỉ mỉm cười ôm cô đi tới phòng ngủ của mình vậy tối nay anh ôm em ngủ chấm ngoặc kép tử hiền lại làm núng nhìn tưởng thiên lỗi cười nói phải ôm thật chặt hả phải thật chặt em muốn tựa vào trên cánh tay của anh ngủ tưởng thiên lỗi nhàn nhạt đáp ừ hai mắt tử hiền sáng lên nhìn anh đột nhiên cười nói anh biết không anh có tiến bộ bởi vì anh ôm em đi về phía phòng của anh không phải đi trở về phòng của em đối với em anh có tiến bộ tưởng thiên lỗi đứng ở trước cửa phòng ngủ của mình cúi đầu nhìn cô một cái tử hiền cũng mỉm cười nhìn anh một cái tức giận nói ôm đi đi vào này tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô một cái mới ôm cô đi vào phòng ngủ của mình tử hiền thuận thế đóng cửa phòng lại tránh cho ngày mai những người giúp việc khốn kiếp không biết tối nay mình ngủ chung với anh mà quấy dày hai người tưởng thiên lỗi mới vừa ôm cô đi qua phòng khách đi tới phòng ngủ thủy tinh tử hiền liền thừa dịp nhẹ nhàng trợt áo trên bả vai của mình cô liếc trộm anh một cái tưởng thiên lỗi đột nhiên cúi đầu nhìn cô cô dường như có chút nhàm chán nhẹ kéo áo lên anh mỉm cười ôm người cô đặt nhẹ lên giường hai mắt thâm thúy chăm chú nhìn khuôn mặt say lòng người của cô không lên tiếng kéo chăn đắp trên người của cô phủ kín đến ngực cô liền xoay người để cho đầu cô gối ở trên cánh tay kiên cố của mình nằm nghiêng ở bên cạnh cô, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tử Hiền cũng nghiêng mặt nhìn anh, đôi tay không nhịn được ôm hông của anh, cũng nhắm mắt lại. mươi 160, ngủ chung. Sáng sớm, bầu trời xanh lam, mấy con hải âu bay qua, phát ra tiếng kêu vui vẻ, sóng biển màu nâu xô vào bờ cát vàng. Tia nắng mặt trời giống như màn lụa mỏng chiếu dọi trên trên giường nệm màu tím, phòng tổng thống. Tử Hiền nằm ở trên giường nệm, mặt dán gối đầu mềm mại, lông nghi nhẹ nhàng rũ xuống yên tĩnh ngủ ngon một loạt tiếng thay đồ nhanh chóng chuyển đến ở trong mông lung tử hiền chậm rãi mở mắt lim dim xuyên qua ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn thấy một bóng dáng to lớn cao ngạo mặc quần tây dài đen nửa người trên rắn chắc đang cầm một cái áo sơ mi trắng quay lưng về phía mình mặc vào một trận gió quét qua cũng rất hấp dẫn thậm chí mang theo một chút mập mờ cô cười có chút thỏa mãn mở mắt mắt nhìn thấy tưởng thiên lỗi hơi nghiêng mặt Đối mặt với Kính Toàn thân trước giường không xa, tay cài cúc áo sơ mi. Cô dịu dàng khẽ mỉm cười nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa cúi đầu, tay cài cúc áo sơ mi, nghi, vừa nghiêng mặt nhìn cô một cái, trầm giọng nói, "Tỉnh sớm vậy." Tối hôm qua giày vò anh đến quá nửa đêm mới chịu ngoan ngoãn ngủ. Không ngủ đủ giấc, lại nói mắt bị quầng thâm. Tử Hiền không nhịn được nở nụ cười, hơi chuyển động thân thể có chút mệt mỏi, vén nhẹ mái tóc xoăn trên trán, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi cầm một hộp thuốc lá pháp đặt ở bên cạnh mép giường, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc xì gà nhỏ dài, ngậm trong miệng, bật cái bật lửa bạch kim, đốt thuốc, hít một hơi, mới nhẹ phun ra, nhìn bóng dáng anh có chút bận rộn, âm thanh có chút khàn khàn nói, tại sao anh không không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, phải xử lý một đống vấn đề, Tưởng Thiên Lối cài xong cúc áo sơ mi, mới vừa nhìn về phía bộ dáng Tử Hiền, cô tựa vào trước giường, tỉ mỉ hút thuốc lá nhớ tới lời cô nói đêm liền chậm rãi tiến lên, ngồi ở bên giường, hơi như người nhìn về phía cô. Ngón tay của Tử Hiền đang kẹp điếu thuốc nhỏ dài, có chút quyến rũ nhìn anh, mỉm cười nâng cái thon dài, đặt xuống ở trên đùi anh, nói tối hôm qua ngủ chung với anh, không biết có phải nửa đêm anh đẻ ép em hay không, phát hiện chân có chút tê nha, xoa bóp cho em đi. Tưởng thiên lỗi vừa nhìn cô, vừa đưa tay đặt ở trên đầu gối cô, dùng sức đàn ông bóp mạnh một cái. À, Tử Hiền đau đến kêu nhỏ một tiếng, dùng một cái chân khác đạp xuống hông của anh, tức giận nói: "Muốn ngưu hại vợ, cưới vợ nhỏ hả?" Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, liền cười như không cười vươn tay gõ mạnh lên trán của cô, không muốn để ý đến cô nữa, chợt đứng lên. Tử Hiền lại từ phía sau lưng ôm hông của anh, mặt dính vào phía sau lưng của anh, dịu dàng cười nói: "Ở bên cạnh em một lúc nữa, có được không?" Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên giường, cảm thấy vợ chưa cưới ôm chặt mình anh suy nghĩ trong chốc lát mới đưa hai tay ra đặt ở trên hai tay cô nói anh thật sự không có thời gian hôm nay làm rất nhiều việc tối nay ăn một bữa cơm với em chấm ngoặc kép tử hiền len lén tấn công không phải em không thích anh ăn tối với em sao nói anh buồn chán tưởng thiên lỗi hơi nghiêng mặt hỏi tử hiền bướng bỉnh cười nói buồn chán cũng phải tiếp nhận tình yêu ai bảo anh là chồng tương lai của em đối với những lời này tưởng Thiên Lỗi từ chối cho ý kiến chỉ kéo nhẹ mở đôi bàn tay nhỏ bé của cô chậm rãi nói được rồi anh thật sự phải đi làm Tử Hiền chỉ đành phải buông lỏng đôi tay cầm thuốc lá hít một hơi mới ngồi trở lại trên giường nhìn về phía khuôn mặt anh có chút vô tình nói đúng rồi Đường Khả Hinh bị bắt ở cục cảnh sát được thả ra chưa ừ trên mặt tưởng Thiên Lỗi không lộ vẻ gì cầm âu phục mặc vào hỏi tại sao em cảm thấy hứng thú với cô ấy như vậy dù nói thế nào, cô ấy cũng là người Ricky quan tâm, tự nhiên chính là bạn bè của em. Có thể anh không biết, mặc dù mặt ngoài Ricky rất dễ nói chuyện, nhưng cũng là người kiêu ngạo, có tư cách có tu dưỡng, hơn nữa bởi vì gia đình nghiêm khắc, sẽ không dễ dàng gây ra tin tức lôi thôi, vẫn là mô ti người đàn ông có đạo đức tốt. Tưởng thiên lỗi hơi nhíu mày, nhìn về phía tử hiền, ánh mắt thoáng qua trêu cợt và nghi ngờ. Tử hiền nhịn cười, nhìn về phía chồng chưa cưới nói là thật. Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, hơn nữa sẽ không tùy tiện quan tâm người nào. Hay thích người nào, trừ một đoạn tình cảm kia ra, rất nhiều năm rồi, em mới nhìn thấy anh ấy đau lòng cho Đường Khả Hinh. Có thể thấy được ở trong lòng của anh ấy, Đường Khả Hinh có vị trí rất quan trọng. Tưởng Thiên Lỗi vừa gài cúc áo Âu phục, vừa nhìn về phía cô nói, "Theo như em nói, anh ấy thích Đường Khả Hinh sao?" Tử Hiền suy nghĩ một chút, liền bật cười nói, "Vậy cũng không đến nỗi." lấy đoạn tình cảm quá sâu trước kia, em không nhìn ra đường khả hình có khả năng này, có thể cũng chỉ là hồng nhan chi kỷ thôi. Nhưng chuyện như vậy, cũng rất khó nói, giống như anh yêu như mặt, yêu rất điên cuồng, em cũng không thể hiểu nổi. Tưởng thiên lỗi hít mắt nhìn về phía cô. Tử hiền rũ mắt hắng giọng một cái, dập tắt điếu thuốc, sau đó đứng dậy đi vào trong tủ áo, cầm lấy một chai nước hoa hoàng thất Anh Quốc, dùng ta mở nắp, người một cái, hài lòng đi ra ngoài, đi tới trước mặt tưởng thiên lỗi, ở trên cổ anh nhẹ nhàng phun xuống, nghiêng người tới trước, người tưởng thiên lỗi một cái, hơi thở đàn ông mới vừa tắm rửa và mùi nước hoa kết hợp với nhau hết sức mê hoặc chết người, cô động lòng mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, xoay người vừa muốn đi khỏi. Hôn một chút, tử hiền đột nhiên đi tới trước mặt của tưởng thiên lỗi, mới vừa muốn nhón chân lên muốn hôn anh. Tưởng thiên lỗi lập tức cau mày đả cô ra nói anh không thích mùi thuốc lá của em. Tử Hiền tức giận nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không để ý đến cô, mà xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Tử Hiền nhìn theo bóng lưng của anh, đảo mắt một cái, cầm điếu thuốc xì gà bên mép giường, ngửi một cái, mới cau mày nói, không biết. Rất dễ chịu mà, tại sao không thích vậy? Cô suy nghĩ một chút, ngay lập tức ngã xuống giường, cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại của Tô Thủy Kỳ, đã nghe tiếng chuông đổ, có chút căng thẳng chờ đợi, bởi vì đây là lần đầu tiên tưởng thiên lỗi bày tỏ cảm xúc yêu thích mình điện thoại tiếp thông truyền đến âm thanh rất cảm tính và có chút ngái ngủ của tô thủy kỳ alo ricky tử hiền nắm điện thoại thật căng thẳng xoay người nhìn về phía hoa văn trên trần nhà màu trắng ở trước mặt nói anh nói xem đàn ông không thích phụ nữ hút thuốc lá à đầu điện thoại bên kia truyền đến một loạt tiếng động này tỉnh lại một chút cho tôi tôi rất nghiêm túc hỏi anh đấy Tử Hiền tức giận nắm điện thoại nói. Đầu điện thoại bên kia truyền đến từng đợt thở dốc nặng nề, yên lặng một lúc, âm thanh khàn khàn nói, thân ái. Cô là một nhà thiết kế quốc tế, không đến nỗi hỏi chuyện ngu ngốc này chứ. Bạn nữ bên cạnh cô hút thuốc lá cũng rất nhiều, không có chuyện đàn ông tuyệt đối ghét phụ nữ hút thuốc lá. Nhưng thiên lỗi vừa mới nói, không thích mùi thuốc lá của tôi. Tử Hiền đau lòng nói. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ thở dài, ý thức vẫn còn mơ hồ nói chẳng qua là chồng cô không thích không có nghĩa là người khác không thích vậy tôi nên làm thế nào tử hiền lại căng thẳng hỏi nếu cô để ý đến lời của anh ấy thì từ bỏ đi nếu cô cảm thấy không sao cả tương lai anh có thể tiếp nhận cô cứ tùy tiện tô thủy kỳ thật sự rất buồn ngủ tử hiền có chút nóng nảy nói tôi tôi hút đã mấy năm nói bỏ là bỏ được sao tôi không cai được thì làm thế nào vậy thì không cai nhưng anh ấy không thích mà. Vậy thì cô cai đi. Nhưng tôi không cai được. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ không muốn nói chuyện nữa, nhắm mắt lại, chầm chầm ngủ. Anh đang làm cái gì? Hiện tại cũng đã 9 giờ, bình thường lúc này, anh đã đeo tai nghe đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi. Tại sao hôm nay còn ngủ? Có phải vì đường khả hình hay không? Cô ấy không sao chứ? Tử hiền hỏi một chàng, nả vào đầu. Lúc này, Tô Thủy Kỳ mới chậm rãi khôi phục chút ý thức, mở mắt nhìn thấy một gian phòng nhỏ hẹp, cùng một cái tủ treo quần áo màu hồng, sau đó nhìn bức rèm che trước phòng, thật yên tĩnh rủ xuống, cuối cùng hai mắt an xoay tròn, khôi phục một chút ý thức, cảm giác mình nửa nằm ở trên giường, sau đó tay phải vắt ngang một bên, có chút tê dại. Anh mệt mỏi và choáng váng tỉnh lại từ trong giấc mộng, cúi đầu, nhìn Khả Hinh trong ngực, đang co giúp giống như con mèo, nghiêng người về phía mình, giống như đứa bé ngủ say anh sửng sốt tô thủy kỳ anh đang làm gì sao kỳ quái vậy anh đừng nói với tôi bây giờ anh đang ở trong phòng ngủ của cô gái nào đó nha giọng nói của anh thật kỳ quái tử hiền có thói quen chạy tới chỗ vui chơi tình yêu nam nữ tự nhiên rất nhạy cảm tô thủy kỳ im lặng không lên tiếng nhảy cúp điện thoại dịu dàng cúi đầu nhìn khả hinh vẫn nhắm mắt lại ngủ say xưa, một tay khoác lên bụng mình nhẹ nắm áo sơ mi khuôn mặt gần như dán vào bên hông của anh một nửa chôn ở bên trong thân thể của anh, anh nhìn bộ dáng của cô, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng vẫn ngạc nhiên nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra đêm qua. Đêm qua anh vẫn ở bên cạnh cô, chỉ sợ cô vì kinh sợ quá độ mà nửa đêm khóc giống, hoặc lo lắng sợ hãi, để tránh lúng túng, Nhã Tuệ chủ động cầm gối đầu và chăn chạy đến bên ngoài ngủ. Quả nhiên không đến bao lâu, Khả Hinh bắt đầu gặp ác mộng liên tiếp, cả người co quắp lo lắng, bắt đầu khóc thút thít, anh căng thẳng ngồi ở mép giường nhẹ nắm đôi tay nhỏ bé của cô, cố gắng trấn an cô. Nhưng, tại sao mình lại, nửa nằm ở trên giường của cô, ngủ chung với cô? Tô Thủy Kỳ thật sự rất ngạc nhiên chuyện này, anh cao mày, theo bản năng cố nhớ lại, nhưng cảm thấy thân thể nhỏ nhắn trong ngực đang nhẹ nhàng xê dịch, anh liền cúi đầu, hai mắt có chút dịu dàng nhìn cô. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 160